Ở mục tiêu của bài học là mình phải biết được cái tính chất của bông gừng và các triệu chứng lâm sàng của nó, cũng như là các nguyên tắc điều trị. Đại cương bông gừng ha, bông gừng là tình trạng bệnh lý của dây chằng ha, không phải là bệnh lý của sụn, không phải là bệnh lý của xương, không phải là bệnh lý của cơ của gừng, mà là của dây chằng. Thì dây chằng mình biết cái vị trí bám của nó là từ từ xương này tới xương khác, nhưng mà là từ từ đầu xương này tới đầu xương khác là vị trí bám của dây chằng ha. Còn vị trí bám của cơ á là từ thân xương này tới thân xương khác, hoặc là phía dưới đầu xương tới phía dưới đầu xương ha, chứ ít có cơ nào bám vô đầu xương lắm, tại đầu xương là xương xớp, nó không đủ vững chắc để mà bám. Xương nó sẽ bám vô phía ngay phía dưới đầu xương đoạn thấp ha, hoặc là bám vô thân xương. Thì bệnh về bông gân, nghĩa là bệnh lý về dây chằng này, thì nó sẽ có dẫn tới hai tình trạng. Một là dây chằng nó bị kéo giãn. Thì thường mình gọi là bị giãn dây chằng đúng không, mình gọi là giãn gân, giãn dây chằng này, là giãn cái khớp gì đó ha. Hoặc là tình trạng thứ hai là nó bị đứt luôn, thì nó cũng giống như sợi dây thun vậy ha, dây chằng cũng giống sợi dây thun vậy đó, nó có khả năng đàn hồi tốt, nó cứng chắc, nhưng mà khi mà nó bị tác động cái lực kéo giãn quá mức khỏi cái khả năng đàn hồi của nó, thì nó sẽ dẫn tới hiện trạng giãn luôn. Hoặc là bị rách tư 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 tư, giống như sợi dây thun mà mình kéo ra cái vô nhiều lần thì nó sẽ bị tươi tươi ra vậy đó. Hoặc là nếu mà kéo sức mạnh đột ngột quá thì nó đứt luôn. Thì dây chằng là chỗ là nơi bám của đầu xương với đầu xương. Cho nên cái chỗ mà bị đau hoặc cái chỗ mà phát hiện bông gân á là thường là xung quanh khớp. Rồi hai nguyên nhân của bông gân thì thường là do chấn thương, đa số là do chấn thương. Thì tại vì gân nó nhiệm vụ đó là để giữ cố định cái bao khớp khi mà cái cho cái tư thế làm việc của mình, hoặc là cho tư thế chơi thể thao của mình. Thì nó như bị tổn thương khi mà bị chấn thương, khi mà mình đang đang hoạt động thể thao, hoặc là đang chạy xe, hoặc là đang chạy bộ, hoặc là đang làm cái động tác nào đó mà đột ngột bị trật hoặc bị trẹo khỏi cái biên độ bình thường, hoặc là khỏi cái tư thế bình thường của nó. Ví dụ bàn chân mình là tư thế bước thẳng, hay lên xuống cầu thang tư thế bước thẳng, nhưng mà tự nhiên mình bị trượt chân hay dắt dụng nước trượt chân đi, thì từ cái hướng đi phải thẳng gì đó, cái nó lệch qua cái hướng là nghiêng bên trái hoặc bên phải, thì cái đó gọi là lật sơ mi đúng không, còn gọi là bị trẹo chân, trẹo cổ chân, trẹo mắt cá đó. Thì bình thường cái hai cái mắt cá bên trái và bên trong bên ngoài của cái cổ chân á, bên trong bên ngoài của cổ chân á, thì nó làm việc nó siết lại, nó vững chắc để mà cố định cho cái bàn chân nằm tư thế nằm ngang này để bước đi thẳng. Cái giờ bị trượt chân thì nguyên bao nhiêu cái trọng lực cái nó dồn về một phía, như cái hình này là dồn về bên bên mắt cá ngoài. Thì cái dây chằng mắt cá ngoài nó bị kéo giãn ra ha, nó bị kéo giãn ra tại đây, nó rớt xuống mà ha, rớt xuống hình 90 độ. Cho khi bình thường cái biên độ của dây chằng này chỉ có 1 cm thôi ha, 1 cm đến 1,5 cm là đủ để cho thằng bàn chân nó xoay xung quanh tại trục của nó thôi, mà giờ nó bị kéo giãn xuống xuống dưới đây hình tam giác, thì khi mà nó bị giãn xuống đó nó phải kéo thành 3 cm, là khi đó là bị kéo giãn quá mức rồi đó. Mà nếu mà người này nặng cân ha, hoặc là cái biên độ của nó quá cao, cầu thang nó quá cao đi, thì có thể người này bị trượt cái chân xem xuống nữa, thì biên độ giãn lực sơ mi của nó càng nhiều nữa. Nó có thể kèm theo trượt khớp luôn, nguyên cái khớp cổ chân để lật lên trên đây luôn. Thì nên nó có thể nó giãn tới 5-6 cm đứt luôn đó. Thì khớp vai cũng vậy, khớp vai nó cũng rất là dễ bị bong gân khớp vai, là tại vì mặc dù khớp vai mình đi ra đi vô 180 độ vậy đó đúng không, nhưng mà khi mà mình bị kéo cái vai, mình bị kéo cái vai cái là nó bong cái gân của khớp vai ra luôn. Nhất là những cái trường hợp mà những trường hợp mà bị tai biến á, mà tai biến cái bên đó bên 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 tai, ví dụ tai biến nửa người bên trái đi, thì cái vai bên trái đã yếu, cái cơ gân nó đã lỏng lẻo rồi, nó đã không giữ được cái vai rồi, mà gặp thêm ví dụ nằm nghiêng bên đó nữa là một cái nguy cơ làm bong gân bên đó. Hoặc là người thân khi mà di chuyển tư thế á, từ nằm sang ngồi, từ ngồi sang đứng rồi á, người ta xóc nách đây, thì cái động tác xóc nách đó nó có thể là giật lên đột ngột, thì nó làm cho cái gân nó đang bị giãn sẵn tại cái vai, tại 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 cái vai nó đang theo trọng lực bị kéo xuống, bây giờ bị kéo thêm phát nữa.
cái sau đó cái người bệnh này thang đau buốt nguyên cái vai bên trái mấy ngày trời, thì cái đó hiện tượng bong gân. À, ngoài ra bong gân gặp rất nhiều, miễn là một cái vặn khớp đột ngột ra khỏi cái tư thế khớp bình thường rồi đó. Có vài cái về bong gân cột sống thắt lưng là ví dụ như mấy anh chị đang đang cúi xuống đang khiêng cái gì đó và tự nhiên đứng lên mà vặn người ha, dường như đang chuyền đồ ha, đang chuyền đồ cái có người kêu cái đưa vào đây cái thì vặn ngược lại đột ngột cái nghe cái rắc, một tiếng rắc khá lớn tiếng, rồi sau đó đau luôn. Và sau đó thấy cái lưng nó sượng sượng nó cứng cứng thì cái đó có thể là bong gân rồi đó, và cái đó nó có thể đau tới mức mà mình không đi lại được luôn á, mà phải nằm nghỉ mấy ngày trời đó ha, tại những cái dây chằng của cột sống mà một khi mà nó viêm lên là những cái dây thần kinh nó xung quanh đó nó bị ảnh hưởng hết, nó bị viêm chung hết, thì nó sẽ phát ra tín hiệu rất là nhiều, rất là đau, rất là khó chịu. Thì cái tính chất á thì nó sẽ có, nó có thể nó có bong gân kèm theo di chuyển mặt khớp, nghĩa là bong gân mà kèm theo tổn thương theo cái mặt khớp nữa ha, bong dây chằng giãn quá nó đâu giữ được cái mặt khớp cho nó vững chắc đâu, có khi nó trượt cái mặt khớp ra luôn ha. Còn đa số bong gân thì nó sẽ không làm di lệch vĩnh viễn mặt khớp, nghĩa là ví dụ mình trẹo chân ha, mình thấy mình trẹo chân một rẹt cái mình nghe rắc một cái gì đó cái mình nhấc chân lên mình thấy nó đã vô lại cái khớp lại rồi, hay là tại vì cái dây chằng nó có tính đàn hồi cho nên nó kéo giãn đột ngột cái mình có phản xạ duy trì tư thế mình dựng lại cái mình chuyển chuyển qua cái chân kia đứng lại cái là cái chân này mình thấy nó về lại bình thường rồi. Nhưng mà cái chỗ bong gân thì nó bị gì, nó bị sưng đau đó, hoặc là mấy tiếng sau nó mới bắt đầu sưng đau, còn ngay tại lúc đó nó đã rách rồi hay nó bị giãn rồi, nó rách rồi nhưng mà lúc đó mấy cái bạch cầu nó chưa có tới để nó hàn gắn lại cái chỗ rách cho nên nó chưa có hiện tượng sưng viêm chảy máu. Rồi mấy tiếng sau thì mình thấy ra bầm 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 dần sưng dần đau dần đầu ngủ rạng đứt là thấy đau quá trời đau ngủ không được, đó là cái đó là bong gân nè. Và thường á bị xung quanh mặt khớp thì nó sẽ không tổn thương gân cơ nhiều, tại gân cơ nó bám từ từ xíu dưới đầu xương tới thân xương qua tới bên này ha, nó không có bị và cái độ đàn hồi của gân cơ nó tốt hơn độ đàn hồi cái dây chằng, tại cơ nó dài mà cho nên có thể từ 10 cm nó có thể giãn tới 20 cm, còn gân cơ nó chỉ có một hai còn dây chằng nó chỉ có 1-2 cm thôi ha, nó giãn cùng lắm giãn được thêm tầm tầm 3 cm 4 cm thôi, và nó chủ yếu của dây chằng nó ngắn là để nó giữ vững cái mặt khớp, giữ vững cái diện khớp, còn nếu nó dài quá là cái khớp mình lỏng lẻo lắm, cho nên mình thấy một số diễn viên siết á mình thấy là họ có khả năng vặn cái tay 180 độ muốn rớt cái ổ khớp ra đúng không, nhưng mà hoặc là vặn cái đầu của họ có thể vặn 180 độ. Đối với mình vặn cỡ đó là coi như cái tủy của mình là bị đứt rồi đó. Nhưng mà đối với những người mà dây chằng người ta dẻo và hoặc là dây chằng người ta nó dài hơn so với bình thường thì người ta làm những chuyện đó bình thường, người ta có thể trả cái khớp về lại hoặc là tự trật cái khớp của mình ra là bình thường. Đó tùy cái độ đàn hồi của cái dây chằng của mình nữa, mỗi người nó sẽ có cái độ đàn hồi khác nhau và đa số thì nữ sẽ dẻo hơn nam, đa số là vậy. Rồi bong gân tương ứng với tổn thương dây chằng đó là vậy ha, vị trí tổn thương của mình là dây chằng đấy. Thì đây là một cái ví dụ về cái gối ha, mình sẽ có các phân biệt này ha, thì mình có gân, gân là chỗ nối giữa xương và cơ ha, còn gọi là đầu gân á là đầu của cái những cái xương đầu của những cái cơ á là gân, gân để bám trực tiếp vô xương ha, nó sẽ bám trực tiếp vô xương, còn dây chằng là mình thấy này ha, nó sẽ bám lên từ đầu xương này tới đầu xương khác và để duy trì cố định cái mặt khớp này không cho nó di lệch. Còn cái cơ mình thấy nó bám thân xương này ha, bám cái thân xương và chỗ này nó bám ở phần dưới đầu xương chứ chả phải nó bám đầu xương nữa, nó chả bám ở phần dưới đầu xương ha, gân và cơ nó sẽ bám vô dưới đầu xương hoặc là thân xương, chỉ có dây chằng là bám xung quanh cái đầu xương này để giữ chắc thôi, cho nên nếu sưng đau ở quanh cái chỗ này thì mình có thể nghĩ đến trường hợp bong gân, còn nếu sưng đau ngoài chỗ này ha, ví dụ như vị trên này hoặc là khúc dưới này thì mình có thể nghĩ tới là phần của gân cơ. Đây thì mình có cái mắt cá ngoài mắt cá trong ha, bong gân độ 1 thì đây mình có cái đây là xương gót nè, đây là xương mát, đây đây là cái xương chêm,
Thì đây mình có ba cái dây chằng thấy không, mắt sên, mắt gót ha, mắt sên sau, mắt sên trước và mắt gót. Thì bông gương độ 1, cái dây chằng bị kéo căng thôi. Mình thấy ở đây có những cái vật mà đỏ 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 này ha, đỏ 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 này đó, thì nghĩa là mình lật sơ mi nhưng mà cái biên độ lật mình không quá nhiều, lật nhẹ cái xong trả lại, thì đây nó bị giãn nhẹ hơn. Thì mình thấy là có một hai sợi nó bị tư tư đỏ 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 đỏ, đỏ đây thôi ha. Khi này là mình có thể, nó có thể sưng nhẹ, nó có thể đau nhẹ một vài ngày, sau đó nó tự hết được, nó tự lành được chỗ này. Đây bông gương độ 2 là nó bị vặn nhiều hơn ha, nó bị cái tư thế trực khớp nó nhiều hơn ha, mình thấy cái góc này nó nhiều hơn cái góc này ha, và nó rách một phần, mình thấy nó rách sâu vô, nghĩa là có một số cái sợi mà ở ngoài biên nó bị kéo căng quá mức cái khổ, cái khả năng sức căng của nó thì nó đứt, thì nó đứt một bán phần á, hoặc là đứt một phần á, thì gọi là bông gương độ 2, nghĩa là nó có thể làm được, ok nó có thể làm được nhưng mà thời gian lâu hơn và nó đau hơn, nó sưng nhiều hơn so với độ 1. Còn đối với độ bông gương độ 3 đó là mình thấy cái biên độ quặp xuống rất là lớn ha, gặp xuống là kiểu như là không có gì để mất luôn luôn. Đấy, nhưng mà sau đó nó trả về được không, nó trả về được nhưng mà trả về xong khi mà ta cử động á, người ta thấy cái chân ta có xu hướng bị quay vô trong đây luôn, thì cái dây chằng mà để cho nó ngã ra ngoài cái nó bị đứt rồi, nó không có nào mà giữ được cái bàn chân ở tư thế bằng thăng bằng độ thẳng nữa, và nó sẽ bị lệch như hương như mắt cái trong đấy, thì nó bị suy yếu và nó có thể là nó đã bị đứt cái dây chằng bên mặt ngoài rồi ha, đứt hoàn toàn là độ 3 ha. Ở đây ông gương mình có 3 độ, độ 1, độ 2, độ 3. Đấy, phân loại của bông gân độ 1, độ 2, độ 3 thì nó phân loại sức bền, chịu lực kéo và mức độ tổn thương dây chằng. À, mức độ tổn thương dây chằng thì nãy tôi có nói rồi, còn đây là xương cái lực kéo. À, thì bông gân độ 1 là bông gân nhẹ, độ 2 là trung bình, độ 3 là nặng. À, độ 1 là dây chằng bị giãn dài ra không tự co lại được, như một số sợi thôi, một số sợi bị đứt thôi, à, không vấn đề gì. À, độ 2 là nhiều sợi đứt một phần luôn á. Đấy. Nhưng mà khớp xương vẫn còn chắc, chưa bị di lệch. À, còn bông độ 3 là khớp xương nó bị lỏng lẻo rồi, nó hệ bị di lệch rồi, tại nó đâu bị đó, đâu được dây chằng nào giữ nó đâu. Thế cho em hỏi là cái gân này chính là dây chằng hả? Đúng rồi, cái gân trong bông gân là dây chằng, còn cái bông gân này là cái tên thường gọi của mình thôi. Còn một cái gân cơ là một cái khác. Gân cơ thì mình sẽ gọi là đầu gân, và gân cơ mình không gọi là bị bông gân, mình bông gân thì không có bị bông gân gân cơ được. À, cái đầu gân cơ này nó có viêm hay nó có viêm, nó có đứt, nhưng mà bông thì nó không có bông, cái Tức dây chằng này nó là mới bông. nguyên lý của bán tận nó là gọi là gân đúng không? Đúng rồi, nguyên ủy bám tận của cái cơ thì nó gọi là gân, còn dây chằng nó không có cái cơ nào giữa hết trơn á, đầu nào cũng là đầu dây chằng, cho nên bị vấn đề của dây chằng á dân gian và đó giờ nước của mình á dùng là bông gân, nhưng thực ra cái tổn thương của nó là ở dây chằng đó. À, vâng, em hiểu rồi. À, đây ví dụ như bông gân cái dây chằng cổ chân đây là mình, đây cũng là mắt cá. À, cái này là mắt cá trong, cái này mắt cá ngoài luôn ha, này cũng là mắt cá ngoài luôn, này là sương mát nè. Đây, thì đây là rách của ba cái mắt cá luôn. Còn thấy này ha, cái này là cái gân nè, đây là cái gân cơ nè, thì nó không ảnh hưởng ha, gân cơ nè thì nó không bị ảnh hưởng, nhưng mà dây chằng thì được. À, thì mình có 3 giai đoạn của quá trình bông gân ha, và cũng là của quá trình hồi phục luôn, là mình sẽ có 3 ngày đầu. 3 ngày đầu thì là giai đoạn viêm tấy, à, nghĩa là nó không phải xuất hiện ngay từ cái giờ đầu tiên mà mình bị trẹo chân, mà nó xuất hiện có thể là 1 ngày hoặc 2 ngày sau khi mình bị trẹo chân nó mới bắt đầu đau nhất sưng ha, triệu chứng của nó là đau nhất phù nề nè, là đau nhất sưng á, à, là cái cơ chế nó sưng lên là tại vì cái nước hoạt dịch ngấm vào cái mô dây chằng, nước hoạt dịch là nước của mấy cái bao hoạt dịch đó ha, thì khi mà cái dây chằng nó bị căng lên thì nó sẽ kích thích, nó sẽ tiết cái tố viêm ra để mà kích thích cái bao hoạt dịch kế bên nó, tại thường thường những cái dây chằng nó sẽ có, và những cái ổ khớp bao khớp nó sẽ có cái bao hoạt dịch nó xen kẽ vô đó để cho mấy cái dây chằng nó không có cọ vô xương ha. Thì khi mà những cái dây chằng nó bị viêm nè,
nó bị đứt này, nó tiết ra yếu tố viêm, thì cái yếu tố viêm nó kích thích cái bào nó tiết dây chằng, thì cái dây chằng đó nó tràn vô cái khe khớp ấy, cho nên nó làm cho sưng, nó làm cho phù nề ra. Rồi ngoài ra các yếu tố của tổn thương khi bị đứt rách thì nó tiết ra histamine, serotonin, tiết ra prostaglandin, thì nó sẽ làm đau. Hay những cái này nó kích thích vô đầu mối thần kinh ở ngoài da, nó sẽ làm đau cái vùng đó. À, và nếu mà cái tổn thương nó nhiều nữa, mà nó có thêm luôn mấy cái tổn thương mấy cái mao mạch nhỏ ở ngoài da nữa, hoặc là tổn thương mấy cái mao mạch mà nuôi cái dây chằng đó, thì nó có thể nó có xuất hiện mầm tím ở xung quanh cái trục bị bong gân đó. Thì giai đoạn này là cái giai đoạn không có vi trùng ha, giai đoạn này là giai đoạn vô trùng. Thì giai đoạn này nếu mà hồi xưa của mình là gì, à, mình sẽ ráng bôi dầu nóng vô và mình chà, đúng không, mình chà mình nặng mình bóp sao cho mà nó xẹp xuống thì là coi như là thành công đó, hồi xưa là vậy. À, nhưng mà giờ mình khoa hiện đại kỹ thuật phát triển rồi thì nó phải sự trí hơi khác chút. Rồi 72 giờ đầu, sau 72 giờ đầu tới tầm 6 tuần là giai đoạn hồi phục. Ở đây sau giai đoạn viêm viêm cấp rồi, giai đoạn viêm cấp thật ra ý nghĩa của giai đoạn viêm cấp là nó để nó làm sạch, để rửa trôi và để nó ăn hết những cái tế bào đã bị chết đi, những cái dây nào bị rách bị đứt, cái nào không xài á là nó quét sạch đi hết, để sau đó nó bắt đầu quá trình hồi phục. À, cho nên mình ở giai đoạn này mình cố gắng mình làm cho nó bớt viêm càng nhiều càng tốt, thì sau này hồi phục nó sẽ càng càng lành, nghĩa là mình sẽ cho nó viêm vừa phải thôi, à, vừa đủ kích hoạt cái à, vừa đủ để mà làm sạch cái vùng này thôi, chứ nó không được quá mức. Nếu mà nó quá mức nó sẽ gây tổn thương những cái chỗ lành, chỗ bình thường nè. Nhưng mà cây chổi mà quét vừa đủ thôi, chứ mà quét ngày 10 lần là mòn hết, đúng không, mòn hết nhà, rồi dây chỗ dơ từ chỗ này qua chỗ khác nên nó làm nhà nó càng dơ hơn ấy, kiểu vậy, giống vậy, ý nó là vậy. Thì mình cố gắng làm cho nó bớt viêm tấy giai đoạn này, vừa đủ sạch thôi. Thì nó sẽ rút ngắn được cái thời gian bị viêm ha, từ 72 giờ có thể nó rút ngắn từ còn 6 giờ 8 giờ là 24 giờ thôi. Thì bây giờ viêm tấy càng lâu thì giai đoạn hồi phục xuất hiện càng sớm đấy. Đấy, và giai đoạn hồi phục xuất hiện sau giai đoạn viêm tấy tới trong vòng 6 tuần à, là giai đoạn và tiêu hủy bô dập nát và máu tụ, xuất hiện các tròn máu để thành mạch máu mới. À, nó bắt đầu nó tăng sinh mạch máu mới, à, nó tăng sinh sợi collagen, tăng sinh sợi collagen để nó tái tạo lại cái dây chằng bị mấy cái dây chằng nhỏ 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 bị đứt, bị rách, bị đứt á, thì nó sẽ tăng sinh tái tạo nguyên bào sợi để tạo collagen để nó nối lại cái chỗ rách đứt đó. À, rồi sau khi nó nối lại rồi thì nó phải trưởng thành những cái sợi collagen đó và trưởng thành những cái mạch máu mới đó để nó cung cấp máu nuôi lại cho những cái chỗ cũ. À, thì cái đó là giai đoạn tái tạo hình. Nhưng mà thường nếu mà ở giai đoạn bong gân độ 3 đó, bong gân độ 3 đó, thì nó dành cho sau mổ ha. Giai đoạn tái tạo hình là giai đoạn sau mổ, nghĩa là nó bị đứt hoàn toàn nè, đứt hoàn toàn và mình sẽ phải nối gân vô. Thì nối gân vô thì đâu phải mình nối vô là sợi A dính lại với sợi A như cũ đâu, ha, 100 sợi đâu phải là sợi một nó lại với sợi một ở đây đâu, không có. Mình mai vô có khi là sợi 1 nó cắm với cái sợi số 10 và sợi số 100 nó cắm với sợi số 1, giống vậy đó ha. À, cái sự sắp xếp đạo đồ thứ tự nó sẽ không được như cũ nữa. Thì giai đoạn này thì nó mới có cái giai đoạn mà tái tạo hình. Là nghĩa là nó thống nhất lại. Nó thống nhất lại các cái ngay cái đoạn mà cắt đứt á, à, mấy sợi collagen nó tự động nó nói nó chơi lại với nhau, nó đánh số lại từ đầu để nó thực hiện lại cái chức năng đó. Được không? Và khi mà nó làm vậy nó rất là mất thời gian, nó có thể mất từ 1 năm tới 1,5 năm để mà tái tạo hình trong gân mương độ 3 ha. Cho nên mới mổ dây chằng xong á, là phải kiên cử cũng khá dữ, khá nhiều, và tập luyện cũng phải tập luyện lại từ từ, chứ mà tập luyện nhanh gấp gáp quá là cũng không được ha. Nó sẽ làm cho cái dây chằng đó sau này nó hồi phục không được toàn diện, hồi phục nó chỉ hồi phục được 70-80% so với ban đầu thôi. Đây ha, lâm sàng một cái
bông gân cấp sau khi triệu chứng này ha, mình thấy là gì? Đầu tiên là mình thấy nó sẽ đau ha, mình thấy đây nó đâu có bầm nhiều đâu đúng không, nó có thể có bầm không ha, nhưng mà chủ yếu hai cái chính của nó sẽ đau sưng. Ngoài ra nó sẽ đau khi vận động, tại vì cái dây chằng nó bị viêm rồi, dây chằng nó viêm bị đứt bị rách rồi thì cử động nó sẽ bị đau tăng hơn thôi nè. Rồi đau là vị trí chủ yếu, triệu chứng chủ yếu đau nhói ngay khi chấn thương, ngay khi bị chấn thương nghe có thể cái bực hoặc là nghe đau nhói lên liền ngay ngay vào lúc mà mình bị triệu chứng đó. Rồi sau đó mình chân được trở về vị trí này cho nó bớt đau, nhưng mà một hai tiếng sau, mấy tiếng sau cái nó bắt đầu đau dần 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 lên và sưng dần lên nè. Và vị trí đau khi mình ấn vô thì nó sẽ đau ở chỗ bám của các dây chằng, ở trên đường đi của dây chằng, nghĩa là nó sẽ đau ở chỗ mà gân nó bị bong ra, cái đầu dây chằng bị bong ra, hoặc là ngay cái chỗ bị rách thì nó ấn vô đó nó sẽ đau. Rồi tại vì có dịch cho nên mình ấn vô mình sẽ cảm giác tê nặng đau nhất tại chỗ tổn thương dù không vận động, tại vì nó có dịch viêm chỏng mà. Tao tăng cái vận động mà khi sợ khi kéo căng dây chằng có cảm giác bị đau chói, là mình đang khi mà kéo căng này, hoặc là trong lúc khám nè, hoặc là trong lúc người ta đi lại người ta thấy nó đau nhói, đau chói là tại nó đang làm rách thêm đó. Khi mà dây chằng mà rách một phần rồi ha, thì hai cái đoạn này có dính sơ với nhau nè ha, và khi mình cố gắng mình ấn thêm hoặc là mình cố gắng di chuyển là mình kéo căng cái dây này ra thêm á, thì nó sẽ tua thêm, nó sẽ làm đau nhói. Cho nên tốt nhất của bông gân là mình nên băng lại, băng ép nó lại để cho không có làm kéo căng dây chằng thêm đó. Rồi sưng sưng hoặc là bầm nha, bầm có thể có hoặc không nhưng mà sưng là phải có tại chỗ tổn thương. Sưng có thể sưng nhẹ, nếu sưng nhẹ mình ấn vô thì mình sẽ thấy nó sưng, còn sưng nhiều thì nhìn nhìn cái này thấy là nó sưng nhiều chà bá rồi. Mình so với bên bị bệnh và bên không bị bệnh á, so trái với phải ha, thì thấy cái bên nào bự hơn là bên đó bị sưng đó, được vậy như thôi. Đây mà nếu mà có tiếng thương kèm tiếng rắc á, tiếng rắc ở trong đó thực ra là cái tiếng hoặc là gãy xương hoặc là cái dây chằng luôn này, gãy cho một độ bạc đó. Đây là cái bông gân của địa điểm ha, và bông gân của cột sống thắt lưng ha, đây là dành cho mình đang khiêng váng hay là mình đang đang nằm võng á, đột ngột mình ngồi nghiêng ra vậy để nghe ngóng cái tin gì đó mới, là nghe cái bật cái rồi xong nằm đó luôn, là mình đã tổn, là mình đã bị bong gân, còn gọi là trật cái lưng đó. Thật ra trật cái lưng đó là bong gân đó. Thì X quang tại vị trí bong gân thì nó sẽ có mảnh xương mẻ, thì tại vì cái dây chằng nó bám với cái đầu xương mà, thì nếu mà cái chỗ bám của đầu xương, cái chỗ bám của đầu xương á, nó sẽ có hai cái kiểu tổn thương. Thứ nhất là một là nó bị rách ở ngay đây thì nó sẽ kéo theo cái đầu xương nó bám theo, hai là nó rách ở đoạn giữa, rách ở đoạn giữa thì nó không có cái mảnh xương mẻ, nhưng mà rách ở hai đầu nó sẽ có dấu hiệu mảnh xương mẻ thì X-quang. Mảnh xương mẻ đây, còn rách ở giữa thì nó sẽ có dạng mà khe khớp tắc rộng ha, là so với cái khe khớp đối diện là sẽ coi dưới với khe khớp bình thường. Là mình thấy ở đây cái khe khớp của cột sống thắt lưng này ha, bình thường hai cái đoạn nó khít nhau, nghĩa là cái dây chằng bám từ từ gai sau này tới gai sau trước nó tốt, nhưng mà ở đây nó bị toát ra, nghĩa là cái mình thấy cái lỗ này nè nó to to, lỗ này thì nó nhỏ, lỗ này thì nó to, cho nên bệnh lý về đau cột sống thắt lưng á không có phải là mình chỉ coi có hẹp lỗ liên hợp hay không, hẹp lỗ liên hợp chèn ép thần kinh này ra không, không có, nó tát rộng ra quá thì nó cũng làm đau được, tại tát rộng ra quá thì cái vị trí tổn thương nó này bị chặt, còn nó hẹp á thì tổn thương nó có thể là thần kinh hoặc là đi đệm đó, được không, các trường hợp tác động. Đa số trường hợp X-quang thường là không được gặp thường xuyên, thì tại vì đâu phải cái nào nó cũng làm cho hở mặt khớp đâu, phải độ 3 hoặc là độ 2 mà tổn thương nhiều thì nó mới ảnh hưởng làm thay đổi cái là cái diện khớp, còn đa số nếu mà độ 1 hoặc độ 2 á, thì nó chưa làm thay đổi cái diện khớp quá rõ đâu. Và điều trị ngay sau khi xảy ra gân thì mình phải hạn chế cái giai đoạn mà viêm tấy, là nếu mà có chảy máu thì mình phải làm cho nó ngưng chảy máu đi, và ngưng chảy máu bằng cách nào, bằng cách băng ép, nghĩa là mình băng ép lại, mục đích là để bớt sưng và bớt bớt bầm, tại vì
chảy máu, mình chỉ cần đè cái mạch máu thì nó sẽ đông tầm máu, nó sẽ hết chảy thôi. Mà nếu mà làm cho nó chảy máu nhiều quá thì qua giai đoạn 2 á, là cái giai đoạn mà xử lý máu tụ á, nó sẽ kéo dài, xử lý tới máu tụ kéo dài thì nó sẽ chậm tăng sinh mạch máu mới và chậm tăng sinh collagen để thay chỗ đó, nó sẽ làm kéo dài thời gian hồi phục. Cái ưu tiên là băng ép khi bị ung gân ha, băng ép cố định lại cái vùng đó. Rồi chườm lạnh, chườm lạnh mục đích là để giảm đau, giảm viêm và giảm chảy máu, thì chườm ít nhất là phải 20 phút một lần và cứ 4 giờ chườm một lần ha, hoặc là cứ 20 phút một lần ha, rồi nghỉ 30 phút và chườm tiếp, 20 phút và chườm tiếp cũng được, hoặc là chườm liên tục luôn, nhưng mà đừng chườm quá 30 phút một lần, tại vì các nghiên cứu của phổi chức năng nó nói là chườm quá 30 phút nó không có tăng hiệu quả, mà nó còn làm giảm đáp ứng của những lần sau nữa, cho nên ok chườm 20 phút thôi, rồi 3 2 3 tiếng 1 tiếng 2 tiếng sau chườm lần. Ok, nhưng mà cố gắng là trong vòng 36 giờ đầu tiên là chườm liên tục, cứ rảnh là chườm, rảnh là chườm, nhớ là chườm, nhớ là chườm ha. Còn ngoài ra phải chơi cao chi, chơi cao chi để làm gì, để bớt máu chảy tới đó, để bớt sưng, là sưng càng lâu thì thời gian để nó quét dọn cái mớ sưng nó càng càng lâu, để mà hồi phục thì càng lâu. Hạn chế vận động nha, thì vận động hoặc là kéo căng cái chỗ đau á, thì nó sẽ làm chỗ đó đau hơn, rách hơn, tư hơn và càng lâu hồi phục hơn ha. Không cần, quan trọng là cái bong gân này nó đã xảy ra mấy năm rồi, nhưng mà nếu mà mình làm ở giai đoạn mà viêm tấy xử lý này không tốt á, thì nó có thể đau hoài chỗ đó, đau hoài mà nó không dựng, mà nó không qua cái giai đoạn hồi phục để mà nó lành bình thường đâu ha, hiểu mà. Nhất là ở cái vùng tay cổ chân á, nếu mà mình bị bong gân cái cổ tay đi mà mình không giải quyết cái viêm tấy tại chỗ này ha, nó làm cho viêm mãn tính, thì làm cho viêm mãn tính rồi á là nó ngưng luôn cái giai đoạn mà hồi phục luôn. Giai đoạn viêm tấy nè, trong 72 giờ đầu nếu mà nó không làm sạch được cái vùng bị tổn thương thì nó sẽ dẫn tới viêm mãn tính, và viêm mãn tính thì nó sẽ không qua cái giai đoạn hồi phục đó. Cho nên có nhiều người bị viêm, bị đau nhức xương khớp đồ lâu năm lắm, uống bao nhiêu thuốc cũng không hết trơn, làm bao nhiêu cách cũng không hết trơn, là tại vì thực ra cơ thể người ta chưa có bước vô cái giai đoạn hồi phục này, mà nó nằm ở cái giai đoạn viêm tấy này nè ha. Thì việc của mình là gì, nếu mà nó viêm mãn tính và mình đã dùng những cái phương pháp để kích thích, để làm sạch cái mô viêm rồi mà nó không hết, thì bắt buộc mình phải tạo cái tổn thương mới cho nó, làm cho nó thành viêm cấp, để cho nó quay lại cái giai đoạn viêm tấy cấp này tính 72 giờ. Rồi trong quá trình 72 giờ này mình làm sạch được nó thì sau đó nó sẽ qua được giai đoạn hồi phục à. Và trong quá trình mà nó đang làm sạch cái này đó, mình phải đảm bảo là nó không tổn thương thêm bằng những cái cách này ha, bằng ép bất động, hạn chế vận động, hạn chế những cái tư thế làm cho nó bị tổn thương và chườm lạnh tại chỗ. Thế cái cơ chế mà chườm lạnh là tại sao nó bớt sưng như này? Nó co mạch máu nè, thì nó bị sưng là tại vì cái bao dịch và cái mạch máu tới vùng viêm quá nhiều ha, thì tại mạch máu nó bị tổn thương đúng không, thì máu tới bao nhiêu thì nó tràn dịch ra ngoài đó, nó tràn máu đi cái ổ đó, thì mình làm như để nó co cái mạch máu lại thì co nó lại thì kèm với cái băng ép nữa, tại tại mạch máu mình ấn cái túi vô mà ha, nó sẽ làm đông hoặc là làm giảm cái lưu lượng máu tới đó thì nó sẽ bớt sưng. Dạ, cảm Nhưng ơn. mà để nó đạt cái hiệu quả đó thì phải chịu ít nhất là 15-20 phút ha, và để được cái hiệu quả tác dụng giảm đau á, là nhiệt độ nó phải đạt được khá là thấp á, là nó phải đạt được không nhớ rõ nhưng mà hình như là 10, 13, 17 độ gì đó thì nó mới đạt được cái hiệu quả giảm đau, mà cái nhiệt độ 13, 17 độ á, là mình hơi bị lạnh luôn, cho nên khá là khó để mà mình chườm đá, chườm nước đá để mà đạt cái nhiệt độ đó, cho nên chủ yếu là để giảm đau và cầm máu là chính, không phải để giảm sưng và cầm máu là chính hay chườm lạnh. Rồi nếu mà đau quá mình hay uống thuốc kháng viêm giảm đau, thuốc kháng giảm đau thì mình có nhiều loại ha, những cái loại thông thường như aspirin ha, ibuprofen, panadol đồ, meloxicam đồ, mấy cái này uống kháng viêm thông thường, thì hạn chế dùng betamethasone nha, cái này nó sẽ tổn thương
tổn thương khá nhiều cơ quan khác. Hoặc là nếu mà bầm nhiều ấy, mình sẽ dùng alpha-fetoxyproxyn, thì cái này những cái thuốc thông thường có thể dùng và có thể dùng dạng bôi. Nếu mà cái vùng diện tích nó nhỏ thì mình dùng dạng bôi cho thuốc nó thấm trực tiếp, hoặc là dạng cao dán giảm đau, cao dán kháng viêm nó giảm đau còn lẹ hơn là cái uống nữa. Cho nên hồi xưa là ông bà mình hay ngâm rượu á, ngâm rượu thuốc, hoặc là làm những cái cao phết đắp dán, những cái cao thuốc bó vô những cái vùng bị bong gân trực khớp á, thật ra là cơ chế để những cái thuốc, những cái chất mà kháng viêm giảm đau này nó thấm trực tiếp vô cái vùng da vùng bị viêm đó, thì hiệu quả nó sẽ hiệu quả hơn là cái việc mình uống ha, uống mấy thuốc kháng viêm giảm đau này vô, nếu mà uống liều cao hay uống nhiều loại phối hợp vô quá là hư cái dạ dày, anh ta lòng nội tạng trước khi một cái mớ thuốc giảm đau chút xíu này tới được cái chỗ da bị tổn thương. Thì thôi thay vì vậy thì mình quất thuốc đắp vô tại chỗ, bó vô tại chỗ cho nó hấp thu vô đó cái xong. Và nhớ là bông gân này không tiêm corticoid vô cái gân bị viêm nha, tại vì corticoid tiêm vô á nó sẽ làm căng cái bao gân này, căng cái bao dây chằng này, mà nó có thể làm rách toàn, từ rách bán phần thành rách toàn phần của cái bao gân luôn, bao dây chằng luôn. Cho nên không tiêm corticoid vô cái bao gân này, nghĩa là ứng vô cái chỗ nào đau đó thì không có tiêm vô chỗ đó. Tiêm vô lưng cận gần 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 chỗ đó thì được, hay chứ mà tiêm trực tiếp phập vô đây á, là từ đi được, từ ra phòng khám là đi hết được á, thì cái lỗi này cũng ít khi gặp, nếu được học rồi ít khi gặp, nhưng mà sẽ thường gặp ở những người mà tai ngang từ người khác đi qua, hoặc là ngành khác ha, đi qua để điều trị xương khớp ấy, thì dễ bị ăn đạn cái này lắm, tại vì tiêm corticoid vô là bệnh cũng giảm hết trơn á, nhưng mà chỉ có cái bông gân này tiêm vô là nó không giảm thôi mà nó còn nặng thêm thôi, cho nên mà nặng mà tiêm này vô mà nó rách là phải đi mổ nha, chứ để lâu nó cũng không hồi phục đâu, tại tiêm corticoid vô nó làm teo cái gân đó luôn, teo cái dây chằng đó luôn, mà đã là teo dây chằng rồi á là phải mổ để mà nối luôn, chứ nó không có khả năng tự hồi phục nữa. Còn trước đó nó có khả năng dính là một phần, tự hồi phục là một phần đó. Rồi mình phải giới hạn vận động, thì mình thấy là cái giai đoạn mà hồi phục của nó mất tầm ít nhất là 6 tuần, 4 tới 6 tuần. Cho nên mình phải bất động, giới hạn vận động thôi, mình có thể dùng băng ép, hoặc mình có thể dùng băng bột chống gãy xương đó, thấy không, hoặc là mình có thể dùng băng bột, hoặc là mình có thể dùng dùng những cái đai, những cái nẹp để mình cố định, nói chung là để giới hạn vận động càng nhiều càng tốt, để cái dây chằng nó không có bị giãn, càng nhiều càng tốt đó. Rồi tập vận động nhẹ nhàng, nghĩa là tập vận động này là tập vận động về gân cơ nha, còn dây chằng là phải cố định, còn cái gân cơ là mình phải tập, ví dụ như mình có thể, ví dụ mình tưởng bị tổn thương cái dây chằng cổ tay, bong gân cổ tay đi, thì mình có thể giữ cái cổ tay lại và mình tập cái ngón tay đó, ý là tập vận động này là tập vận động cái ngón tay hay là tập vận động gân cơ, chứ không phải là đi xoay cái cổ tay à, mình sẽ không được xoay cổ tay nữa. Và mình có thể xoa bóp và massage quanh cái vùng tổn thương để kích thích máu huyết nó lưu thông, để nó chuyển từ giai đoạn mạn qua giai đoạn cấp, hoặc là nó đẩy cái máu huyết tới để làm sạch được cái vùng tổn thương tốt hơn. Đó là cơ chế của massage và xoa bóp. Mà mình có thể lúc mình xoa bóp massage xong á, mình thấy giảm cái vùng đau, cái vùng đau mình bị giảm nhiều lắm, tốt lắm, là do lúc mà mình massage xoa bóp xong á, cái chỗ đó nó được bớt viêm, nó được làm sạch. Nhưng mà khi mà về nhà mình không hạn chế vận động, hoặc là về nhà mình lại làm cho nó bị kẹo gân lại, bong gân lại, mà cho nó bị viêm lại, thì nó lại không chịu giai đoạn hồi phục được, nó cứ dân quanh quẩn cái giai đoạn viêm tấy hoài, thì đó là lý do mà làm cho cái bệnh nó cứ tái đi tái lại hoài. Đây điều trị cụ thể ha, thì hồi nãy cũng nói rồi ha, chườm lạnh dùng dung dịch này, để thực tế dung dịch này chỉ là dung dịch gây tê thôi, nó giúp cho mình thoải mái ở giai đoạn này ha, mình chỉ dùng dung dịch là xịt gây tê chỉ khi mình đã băng ép và chườm đá đầy đủ, còn nếu mà mình không băng ép, không hạn chế vận động mà mình xịt gây tê này thì nó dành cho nó sao sao ạ, mà nó không thấy đau nữa thì mình sẽ không có hạn chế vận động nữa và mình sẽ làm càng càng nhiều và cái gương nó sẽ đứt luôn, cho nên cái gây tê và lòng lạnh này chỉ dành cho vận động viên mà đang thi đấu thể thao, người ta cần sự cố gắng để hoàn thành cái vài phút cuối chẳng hạn vậy á, thì ta sẽ gây tê lòng lạnh vậy, rồi sau đó người ta băng ép và chườm đá. Mấy anh chị mà để ý mà khi mà cầu thủ mà trên tivi, hoặc là những người chơi tennis mà trên tivi mà bị
một cái chấn thương cấp á, bay vô là được gì, được trường đá, được xịt. Nếu trường đá mà xịt rồi mà ông y tế mà thấy không được rồi, gân cơn này nó trẹo rồi, nó giãn hoặc nó đứt rồi thì nghỉ thi đấu luôn, hủy trường đó luôn. À, còn nếu mà nó chỉ ở độ 1 thôi thì có thể miễn cưỡng băng ép lại để cho thi đấu tiếp được. Thì còn nếu từ độ 2 trở lên là nghỉ nghỉ khỏe. Tại nếu từ độ 2 trở lên mà cố gắng xịt gây tê mà thi đấu tiếp là sau này là phế cái dây chằng đó luôn. Đấy. Cho nên cũng phải cân nhắc nha. À, khi hết đau cho vận động cấp ngay, chính xác là để cho cái dây chằng nó mạnh lại ha. À, ở bóng gương độ 2 và độ 3 thì mình phải bất động phụ cấp từ 2 đến 6 tuần, nghĩa là nếu mà mình không mổ thì mình phải băng bột lại. Từ độ 2 ha, độ 2 thì nó phải băng bột rồi đó. Còn độ 3 là phải mổ, rồi sau đó từ 6 đến 8 tuần. À, nhưng mổ thì mình cố định cái khớp thôi, còn cương cơ thì vẫn phải vận động nhẹ nhàng. À, đối với vân này thì nó cũng vậy ha. Đối với vân này thì nó sẽ đau nhiều, cho nên mình có thể tiêm cái Novocain này là thuốc tê hoặc là xịt lên cái vùng đau, là để cho mình di chuyển để cho người ta bớt đau bớt sốc đấy, và mình sẽ khâu nó lại ha, bó nẹp cố định. Còn y học cổ truyền hay y học cổ truyền thì nó sẽ có hai giai đoạn ha. Đầu tiên là giai đoạn sưng đau, phương pháp điều trị thì mình sẽ có chống sưng giảm đau. Cái y học cổ truyền hồi xưa mình có cái trò nắn chỉnh gân này nè ha, cũng xịn lắm đó chứ, nhưng mà cái đó là nắn chỉnh trực khớp nha, nó khác với bông gân. Thì bông gân nguyên tắc là đa số nó sẽ không có làm trực mặt khớp. Cho nên mình vặn cái gì đó mà nó bớt đau á là ra lại trực khớp. Mà thường nếu mà cái bông gân nào mà bật lên đau nhói rồi xong nó đau liên tục luôn á thì thường nó lại đi kèm với trực khớp á. À, còn nếu mà một cái đau nhói rồi sau đó nó hết nhói, không có cảm giác gì thêm thì thường nó chỉ là bông gân độ 1 thôi. Từ độ 2 độ 3 trở đi á, nó sẽ là đau nhói và đau liên tục thì thường đa số nó sẽ có kèm trực khớp theo y học cổ truyền ha. Thật ra đối với tây y thì như cái mức đó thì nó không phải là trực, nó là bán trực thôi, còn đông y của mình đó là trực rồi đó. Cho nên đa số mình thấy là người ta sẽ gì sẽ vặn lại cái khớp đó để cho nó vô hay nghe một tiếng cực, cái mình thấy bớt đau nhiều. Thì đúng rồi, mặt khớp nó vô thì nó bớt đau nhiều thôi, nhưng mà cái dây chằng nó vẫn còn viêm, vẫn còn sưng, vẫn còn đứt. Cho nên sau đó người ta sẽ làm gì, dán thuốc, bó thuốc, xịt thuốc, cho thuốc uống, cấp thuốc, chét đủ thuốc gì đó, rồi hẹn mình 2-3 ngày sau tái khám. Đó, đi quy trình viêm học cổ truyền là vậy đó ha. Nắn vô, nắn cái trực khớp vô, rồi bó thuốc, đắp thuốc đầu vô, rồi sau đó để tái khám. Đó, chính xác luôn. Hoặc là nếu cần thì cho thuốc uống. Nếu mà về vừa vừa nếu mà bị nhiều chỗ quá, hoặc là nếu mà kèm đến tình trạng khí chữ ứ nhiều, hoặc là người ta đánh giá là cái tình trạng này nó nặng, viêm này nó nhiều và cơ địa người này khả năng tự hồi phục nó kém, thì ta sẽ cho thêm thuốc uống để kích thích cái quá trình hồi phục. À, điều trị ha, trong cứu mình sẽ có các cách chọn huyệt mà nó hay chọn huyệt tại chỗ, hoặc là các huyệt mà toàn thân liên quan tới cái vùng đó. À, là những cái huyệt đặc hiệu, ví dụ như vùng cổ gáy thì có huyệt tại chỗ là lạc chẩm ha, huyệt ở vùng xa là có hợp đốc đốc du, huyệt lân cận là có kiên tĩnh và phong trì đó, ví dụ vậy. Thì mấy cái này coi cho biết. Cổ tay mình có thể thăm thủ tâm lý trong hợp đốc, trong ngoại quan, trong dương trì, thì cái hợp mà những cái huyệt mà liên quan lân cận tới những cái dây chằng hay nó bị viêm, thì tùy, không biết mình phải chăm hết tất cả đâu, coi cái nào liên quan mình chăm thôi ha. Thì đây là hôm bữa có ai hỏi thuốc bó đó, đây hình như mấy bữa bữa học trước có anh hỏi thuốc bó thì bữa truyền có gì á, thì đây ha, ở đây mình có nè. Ở đây thì có nam tinh ô đầu mà tiền quế khâu, đinh hương nhũ hương băng phiến xích thược cam thảo cam toại tế tân đại hoàng long não. Thì ở đây có một cái lưu ý là những cái thuốc bó cái cổ truyền thì không dùng để làm thuốc uống được nha. Cũng giống như mấy cái thuốc bơ mà da người ta cảnh báo một câu là không được uống đó, là tại vì nó dùng những một số vị thuốc có tính độc mà khi uống vô là mình chết, còn khi dùng ngoài da thì nó không hấp thu vô nội tạng, nó không gây độc nội tạng, nó không làm chết ha. Ví dụ ở đây là ô đầu mã tiền và long não là ba cái có độc với cơ thể ha, còn những cái khác thì có thể uống, nhưng mà khi
Nhưng mà tại vì ô đầu cái tính là hành huyết phá ứ của nó rất là mạnh, ô đầu mã tiền á, hành khiếu phá huyết của nó rất là mạnh, cho nên đa số những cái thuốc trực đả, những cái thuốc mà điều trị bong gân xương khớp gì đó thì thường đa số có ô đầu với mã tiền. Còn long não thực ra cái tác dụng của nó là trừ phong hàn, trừ phong thấp, thì và tính long não nó tạo cái tính mát, tính êm dịu cho cái vùng vết thương, cho nên ta dùng long não vô thêm nè. Đa số mình thấy những cái vị thuốc này sẽ là những cái vị thuốc này hành khí hoạt huyết và ung kinh tán hàn trừ thấp là chính. Thì hành khí hoạt huyết, ung kinh tán hàn trừ thấp của nó thì cái tác dụng của nó nhìn qua nhìn lại thì đều là, một là giảm viêm, hai là giảm đạt đó hết. Và nếu mà dùng thuốc bó thì đa số là mình sẽ phải sao nóng lên, sao nóng lên trước khi bôi hoặc trước khi đắp. À, thì sao nóng lên mình có thể hòa với giấm, tại theo y học cổ truyền của mình là giấm là một cái dung môi để mà nó tăng hấp thu thuốc vô da. Đấy. À, và đa số những thuốc y học cổ truyền hay những cái này là những cái vị thuốc có độc. Đấy. Một số vị thuốc có độc, cho nên những cái vị thuốc có độc này á, nó sẽ làm kích ứng da nếu mà để lâu, cho nên thường đa số để không quá 2 ngày. À, không quá 2 ngày thì tốt nhất là đắp xong trong vòng 24 tiếng thì nên tháo ra đi để mấy bữa sau đắp thêm, đắp lại. Còn nếu mình để lâu vài ngày quá thì cái vùng đó nó bị nhiễm độc thuốc nè, à, vùng đó nó ngứa, nó đỏ, nó rát, nó bóng nước ra thì sau đó mình không thể nào đắp thuốc được nữa đấy, hoặc là nó bị bỏng. À, dù ý cái cách dùng của thuốc bó học cổ truyền nó không giống như thuốc thuốc khoa học hiện đại đâu, nó nghiêm ngặt hơn. À, hoặc là có cao chấn thương thống nhất này, thành phần này sẽ có lá cụ cần, lá hồi sáp ong, lá ngải, hàu dầu và quế chi. Ê, thì những cái này cũng chỉ dùng ngoài da thôi nha, đừng dùng ở trong. Và cái này là làm kiểu dạng sáp. Dạng sáp này thì có khả năng giữ nóng của nó thấp hơn là cái dạng cao bó này một chút, nhưng mà được cái nó sạch sẽ hơn, nó ít có màu, ít có dính, ít có đen hơn. Hình như ở Việt Nam này thì không có thích và cũng không có quá chuộng về thuốc bó, cũng có chứ không phải là không, nhưng mà hình như ở ở miền Bắc đó, ở Hà Nội hay sao đó, em thấy có rất là nhiều mấy anh lương y, mấy bác sĩ mà thành mấy có mấy cái bài thuốc bó gia truyền này hay lắm. Em thấy miền Nam cũng ít, miền Bắc thì nhiều quá. Nhưng miền Nam thì được cái hình như có các vị lương y nhiều và thuốc trị bỏng, trị vết thương ở nhiều hơn, còn ở trên Bắc là xịn luôn, xịn nhất là về cái thuốc bó này luôn. À, thì đó thì thuốc nam nó cũng có ha, dùng mấy cái lá này thì giã nhỏ nấu, giã nhỏ lấy cái nước cốt hoặc là lấy luôn cái bã luôn, nấu lên đắp vô chỗ sưng ngày 2-3 lần, là đắp xong nguội về rồi lấy ra rồi nấu lên lại, hấp lên lại cho nó nóng rồi lại đắp lên tiếp, cứ vậy đó. Ngoài bài thuốc uống thì mình có bài tiết cốt thông mạch hạn. À, về nhìn các vị thì mình thấy là chủ yếu nó sẽ là những cái vị thuốc mạch gân cốt, thanh nhiệt, tiêu viêm và mạch gân cốt, bổ khí, bổ huyết và huyết ha. Mình có hai thuốc ô để bổ huyết này, mình có cốt tế bổ là để mạch gân cốt này. À, còn những cái vị còn lại là để tiêu viêm theo hoàng cầm liên kiều để giải độc, sinh địa đương quy là để trên địa đương quy là thuốc là để bổ huyết, đây tục đoạn cũng là để mạnh gân cốt luôn. Thuốc uống này khá là nhẹ nhàng êm ái ha, này dành được cho phụ nữ luôn á chứ. Và cồn sả bóp thì mình có các thành phần ngâm như sau, cồn là ngâm rượu á. Thì ở đây có cái cồn sả bóp của OBC nè, ngoài ra các bệnh viện hoặc của mình cũng sẽ tự có các công thức mà cồn sả bóp riêng, thì kiểu gì kiểu đó cũng thường nó cũng sẽ có thiên niên kiện, ô đầu, quế chi, đại hồi, đa số sẽ có những cái vị thuốc mạnh gân cốt và tính tính nóng này là để nó làm ôn thông kinh mạch ha, để làm tăng cái lượng máu tới đi. Và ngoài ra cái hồi
với cái quý chi này nó cũng có, với cái ô đầu này nó cũng có gọi là giảm đau nữa. Ngoài ra để làm êm dịu cái vùng đó thì ta sẽ cho thêm camphor, camphora ha, hoặc là cái hương bạc hà. Giống như camphor này được dùng rất là nhiều ở mấy cái thuốc bôi ngoài, mấy chị thấy cái thuốc bôi ngà nó thơm 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 thơm, mấy cái dầu nóng đó. Là nó có camphora này thôi, là cơ chế của cái này là nó giúp giảm đau, thư giãn cái chỗ đó. À, cả cái cồn số bóp nó cũng ghi là không được uống nè, tại nó có ô đầu gây độc. Giống như phụ nữ có thai trẻ em dưới 2 tuổi, thì tại vì phụ nữ có thai trẻ em dưới 2 tuổi là những đối tượng mà không thích hợp để hành khí hoạt huyết, hay hành khí hoạt huyết là bị sảy thai cho nên không được dùng. Rồi đã hết bài bông gừng, giải đau xíu ha. Giải đau xíu rồi mình học tiếp. Giờ là mình có thể trả lời câu hỏi tí. Đúng rồi, ngoài Bắc có lấy lá đại tướng quân hơi nóng rồi đắp lên. Thực ra có rất là nhiều lá có thể hơi nóng rồi đắp lên ha, có lấy lá bồ voi, lấy lá xương khỉ, có cây lưỡi hổ, cây lưỡi rắn, rồi tùm lum tùm la mấy cây, cây bò voi. Thì thật ra những cái cây đó dùng lá hoặc là dùng thân, dùng rễ ha. Nhưng mà cây đại tướng quân thì nó khá lành tính, nó không có bị nóng rát khi mà đắp. Còn mấy cái lá kia nó có mủ của cái cây á, nó có mủ và nhựa của những cái lá đó đó, thì khi mình giả và đắp vô cái nhũ nhựa đó nó có thể làm nóng rát cái vùng da, cho nên cẩn thận. Thầy cho em hỏi một câu á thầy. Thầy hỏi là sáng á thầy, khi mà đi á thì cái chân trái nó hơi đau, lan từ cái mông xuống tới cái gót á thầy, thì cái này có phải do bị loãng xương không hay là do bị gì? Ủa, ai ta, mẹ cái chị? Em hỏi thầy có nghe rõ không? Nghe rõ thì hôm bữa mình có học bài thần kinh tọa rồi đó, thì cái đó là chủ yếu thần kinh tọa chứ gì nữa. Đau từ lưng hoặc là từ mông lan xuống chân, xuống tới gót chân hoặc xuống tới ngón cái thì nó có thể là triệu chứng của thần kinh tọa, hoặc là triệu chứng của đường kinh bàng quang. Thì nếu mà thần kinh tọa thì coi nó là bị rễ nào chèn ép là do cái gì, do đĩa đệm hay là do thoái cột sống hay do trực, do bán trực, do viêm dây thần kinh tự động nó viêm, hoặc là ngay trên đường điêu nó có chỗ nào là chích hẹp và tắc nghẽn không? Ông ơi, mặc thiết không em? Dạ. Hả? Ông ơi, còn được. Vậy thì mình muốn điều trị rồi phải đi chụp hình hay sao vậy? Thì phải đi khám. Dạ. Còn khám xong bác sĩ chỉ định chụp hay không là bác sĩ cho, chứ em cũng không biết là bác sĩ nhận định sao nữa. Tại vì nghe vậy thì em nghĩ là phải khám về các cháu có hình tinh tọa rồi đó. Dạ. Cảm ơn thầy. Cho mình giải lao xíu nha, giải lao 10 phút nha, giải lao tới 3:20, cho lúc đó có câu hỏi thắc mắc gì đó thì cứ chuẩn bị sẵn, rồi 10 phút nữa mình quay lại học tiếp nha. Mình học qua bài trị. Bài trị ha, mình sẽ coi được cái khái niệm trị. Bài trị hóc môn là gì? Thì thực ra trị hóc môn nó chỉ là những cái túi tĩnh mạch thôi, những cái túi tĩnh mạch bao được hình thành từ những cái mạng lưới hay những cái đám rối tĩnh mạch bao xung quanh cái vùng hậu môn. Thì những cái túi tĩnh mạch này nó bị giãn to ra, ứ đầy máu tĩnh mạch ở trong đó thì nó tạo thành búi trĩ. Thì mình sẽ có ba cái đám búi trĩ chính, ba cái hướng búi trĩ chính. Mình thấy là đây có ba cái búi chính tương ứng với ba cái hướng trị hay gặp nhất. Bắt đầu từ đám rối tĩnh mạch của hậu môn, được không? Phải trên, phải dưới và trái, là bên phải có hai cái, bên trái có một cái ha. Thì ở đây mình thấy có giải phẫu của cái đường hậu môn nè. Mình ở đây là mình có cái lỗ hậu môn và ở đây cái đường lược ha. Mình thấy cái đây là cái đường lược, cái đường lược nó đánh dấu sự thay đổi của cái niêm mạc ruột, là niêm mạc của đại trực tràng. Còn đây là niêm mạc của phần da ha. Nếu mà cái búi trĩ đó nó hình thành ở dưới cái phần da này, là từ những cái đám
rối tĩnh mạch nông bên ngoài da nè, ở dưới đường ruột là cái phần da đó, thì gọi là chuyển ngoại. Còn nếu mà trĩ nó hình thành ở trên đường ruột ha, nghĩa là từ trong cái phần niêm mạc của hậu môn trực tràng, niêm mạc của đại tràng, là từ cái đám rối tĩnh mạch sau này, thì nó to dần cái nó đi xuống để mình thấy được, thì cái này gọi là trĩ nội. Thì ở hôm nay là mình đã có những cái vòng cơ ha, những cái cơ nâng đỡ, những cái cơ co thắt, cũng giống như những cái cơ thư giãn hậu môn. Thì những cái tĩnh mạch này đó, nó đi xuyên vào trong những cái cơ đó, đi nuôi những cái cơ đó ha. Còn lớp màu trắng này là có mốt cái lớp mà mô liên kết, mô nâng đỡ. Thì trĩ của mình sẽ xuất hiện khi mà cái vùng vùng mô nâng đỡ cũng như cái vô liên kết nào mình thấy là tĩnh mạch nó nằm nằm bên trong vùng màu trắng. Thì khi là cái vùng liên kết mô nâng đỡ mình bị yếu, suy yếu, thì khi đó trĩ nó mới hình thành. Cho nên việc điều trị thì để gọi là điều trị lâu dài, điều trị gọi là trị căn không tái phát trĩ, thì mình phải làm sao cái vùng mô nâng đỡ của mình nó mạnh lên và các vùng cơ của mình nó mạnh lên. Đây. Trĩ là túi tĩnh mạch. Bị sa giãn ha, liên quan tới những thay đổi của thành mạch và mô nâng đỡ bàn mạch, là những mô nâng đỡ của cái thành mạch đó, đó. Mô nâng đỡ của vùng hậu môn trực tràng ha. Tỷ lệ mắc trĩ rất cao. Đông y gọi là thập nhân cũng trĩ, nghĩa là cứ 10 người là 9 người bị trĩ rồi. Nhưng mà 9 người không bị trĩ thì đâu không phải đâu cái bệnh mãn suốt đời, mà nó sẽ bị ở giai đoạn ha, lúc bị lúc hết, lúc bị lúc hết, lúc bị lúc hết. Mà tại vì nó đặc tính lúc bị lúc hết vậy đó, cho nên đa số 10 người thì 9 người có trĩ. Thì nó cũng không sai đâu. Nhất là đối với những yếu tố nguy cơ của trĩ hiện giờ rất cao và rất thích hợp, rất phù hợp hiện giờ nữa. Thì đối với Tây y thì tỷ lệ mắc là 35-55% dân số. Một cái bệnh mà mình thấy nó mắc thì 10% dân số là mình thấy là mắc mệt rồi đó. 10 người bị, một người bị là mình thấy nhiều rồi đó. Mà ở đây 35 tới 55 người là nhiêu? Là 1 phần 3 tới 1 phần 2 dân số bị, rất rất phổ biến. Cho nên ai mà chuyên về chữa trị, người đó giàu. Đấy, quá đơn giản đúng không? Đó là tiêu hóa ha, là những một trong những cái yếu tố nguy cơ làm cho trĩ phổ biến nhất, nhất là táo bón. Ngoài ra những cái yếu tố nguy cơ làm cho bị trĩ sinh lý là có thai ha, mà bất kể thai lớn thai nhỏ gì cũng có thể làm bị trĩ hết trơn. Càng nhiều thai càng khả năng bị trĩ, đẻ càng nhiều thì càng có khả năng bị trĩ. Cho nên 50% dân số là năm là chị em phụ nữ, là chính cái này là xong phim ha, là tính hết rồi. Ngoài ra những yếu tố mà làm cho đi cầu quá nhiều lần, móc rặn quá nhiều lần, như là bị lị hoặc là bị đại tràng, nó cũng làm cho bị trĩ. Hoặc là suy yếu tổ chức nâng đỡ, là các tổ chức cơ nâng hậu môn này ha, tích trữ màu trắng này, nó làm cho cái búi tĩnh mạch nó không có được ép để nó tống máu về tim ha. Đây thì cái đám nó nằm trong cái vùng nâng đỡ. Nếu mà vùng nâng đỡ nó chắc khỏe đó thì tĩnh mạch nó không bao giờ nó giãn ra được hết trơn á. Vùng nâng đỡ nó bị yếu thì tĩnh mạch nó mới có khả năng ứ máu ở đó và nó nâng đỡ ra, và nó bị ra ha. Chế độ ăn là uống nhiều rượu bia, quá nhiều, quá nóng, và rượu bia thật ra nó ảnh hưởng rất khá nhiều cơ quan. Trong đó mình biết là hồi mình học bài sơ gan á, là mình biết là có cái đó, có cái tĩnh mạch cửa những dây gan đúng không? Thì khi mà gan nó bị ảnh hưởng bởi rượu bia, nghĩa là viêm gan do rượu, sơ gan do rượu á, nó sẽ làm cho cái con đường dẫn máu từ hậu môn về tĩnh mạch cửa nó bị yếu, bị chậm, và nó sẽ ứ máu ở dưới, là từ ứ máu vùng hậu môn thôi, nó dễ làm cho việc dễ bị trị. Rồi hoặc là những cái nghề mà tăng áp lực vô vùng hậu môn, nghĩa là những cái nghề phải ngồi nhiều, hoặc là ngồi nghiêng ra trước á, ngồi cúi người ra trước nhiều á, hoặc là những cái người mà ngồi mà khiêng vác đồ nhiều, hoặc là mặc đồ chật, những cái nghề là những cái người mà là tăng áp lực lên vùng hậu môn, vùng khung chậu, như chơi thể thao là cưỡi ngựa nè, hoặc là đua xe đạp nè, thợ may nè, lái tàu nè, hoặc là giáo viên nè. Lối sống tĩnh tại là lối sống mà ít vận động, ít hoạt động thể dục, đứng nhiều, đứng lâu đều có khả năng, hoặc là ngồi lâu đều có khả năng bị trĩ hết trơn. Và hoặc là nòi giống, người Do Thái bị trĩ nhiều hơn, thì không biết là nòi giống này là
gen họ có vấn đề gì. À, thì ở đây mình thấy là cái đám rối, đây mình có đám rối trực tràng à, là phía trên đường lượn, đám rối trực tràng ngoài là phía dưới đường lượn, đám rối trực tràng trong là phía trên đường lượn. Thì đám rối trực tràng này là cái bình thường, còn khi mà to ra là to những cái đám rối này ra này, nó tạo trụ trì. Thì mình thấy cái đám rối trực tràng này ha, cái đám rối trực tràng ngoài, đám rối trực tràng trong này, nó cuối cùng nó đều dẫn vô vô hai hướng ha. Đám rối trực tràng ngoài ha, thì nó sẽ dẫn về à, thì mình chọn ngoài, còn đám rối trực tràng trong á thì nó sẽ dẫn về từ mạch cửa. À, cho nên nếu mà gan mình có vấn đề gì đó hay do rượu hoặc do insulin đó à, giờ nó dẫn tới sơ gan, ung thư gan gì đó đi à, thì nó sẽ làm hội chứng tăng được cái mạch cửa, thì nó sẽ làm người này bị trĩ nội và cũng có thể bị trĩ ngoại. Tại vì mình thấy đám rối trực tràng trong và đám rối trực tràng ngoài nó nối với nhau này ha à, cho nên tắc ở trên này tĩnh mạch cửa nó cũng có thể làm trĩ, và tắc cái tĩnh mạch chậu hoặc là tắc cái tĩnh mạch chủ dưới thì nó cũng có thể làm trĩ luôn. Đấy, nó có hai con đường dễ bị trĩ ở đường trên nó truyền xuống à, nhưng mà thật ra đa số là nó do yếu tố tại chỗ ha, nó chỉ có một yếu tố từ xa là từ gan, từ từ tĩnh mạch chậu chung xuống là từ cái chế độ ăn thôi à, không là phải từ chế độ ăn nữa mà là từ cái phần gan và từ vấn đề của tĩnh mạch lớn ảnh hưởng xuống, còn đa số là do vấn đề của tại chỗ ha, do nghề nghiệp tác động như vùng vùng khung chậu nhiều, hoặc là do thói quen ăn uống, thói quen đi đi tiêu đi tiểu nó ảnh hưởng tới cái vùng mô liên kết và vùng tĩnh mạch của vùng vùng hậu môn nhiều. Rồi mình có triệu chứng, chỉ triệu chứng và chỉ bệnh lý. Chỉ triệu chứng nghĩa là chỉ là một triệu chứng của bệnh khác, một cái bệnh nguy hiểm hơn, và chỉ là một cái dấu hiệu thôi. À, còn chỉ bệnh lý là bệnh này là do trị à, bệnh này là bệnh trị, và cái trị đó là cái là người ta khó chịu nhất. Và đa số hiện giờ là chỉ bệnh lý, nghĩa là chỉ là trị thôi á. Đa số nhiều hơn là chỉ triệu chứng, nghĩa là đa số ha, một người bệnh trị người ta sẽ được nội soi để coi cái phần niêm mạc hậu môn trực tràng có bệnh lý gì nó đặc biệt hơn và nặng hơn này, nặng nề hơn hay không, hoặc là sẽ được kiểm tra về chức năng gan để coi nó có bệnh lý gì về chức năng gan, hoặc là vấn đề của tĩnh mạch coi có huyết khối tĩnh mạch gì không, để coi vấn đề gì khó khăn về gì không. À, chỉ triệu chứng này thường là dành cho những cái trị mà nó rất to, rất bự, rất lớn mà giải quyết hoài giải quyết không xong. Cái bệnh lý này là giải quyết kịch, cái là nó khả năng tái phát không có nhưng mà nó sẽ phát lâu hơn, hoặc là tái phát nhẹ hơn, ít hơn so với lần đầu. Mà chỉ triệu chứng là càng 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 lâu nó càng à, nó khác. Đa số trị này là do cái lối sống ăn uống và sinh hoạt, chứ về chưa chưa ai đề cập tới trị bị di truyền hết trơn á. Chắc là cũng có một phần chứ phải không, nhưng mà nó cái tố gia đình, nghĩa là gia đình ăn uống chung, sinh hoạt chung, ăn ở chung, thói quen chung thì nó sẽ dễ bị chung. Rồi quan điểm về bệnh sinh của trĩ ha, cơ chế của nó là dạng tĩnh mạch hậu môn trực tràng. Đây thì được giải thích là suy yếu tĩnh mạch trực tràng hoặc là bẩm sinh. Đấy nghĩa là mẹ bị cũng hay con bị ha, cũng hay cả nhà bị luôn, là do yếu tố bẩm sinh đấy, cả nhà bị hết. Rồi hoặc là tăng áp lực ở vùng mãn tính, đây là những cái công việc đó khiêng vác tạ quá nhiều chạy xe dắt xe quá nhiều, phải gồng quá nhiều, phải đứng thở quá nhiều ha, bị táo bón, phải nặng quá nhiều, bị ho quá nhiều, hoặc là các khối u chèn ép tĩnh mạch, hoặc là bị nhiễm trùng, nghĩa là bị nhiễm trùng những cái vùng mà hậu môn á, nhiễm trùng xung quanh hậu môn á, bị nhọt ha, hoặc là bị nhiễm trùng những cái tuyến mã hậu môn, nghĩa là suy yếu cái mô nâng đỡ, thì lâu ngày suy yếu mô nâng đỡ lâu ngày thì dễ dẫn tới nguy cơ ngày này bị trị, hoặc là bị tiêu chảy lâu ngày. Đây thì sẽ có ba giả thuyết tương ứng với ba cái xu hướng để điều trị kỹ ha. Thì đầu tiên là nó sẽ có thuyết cơ học, nghĩa là vấn đề suy yếu tại chỗ của tĩnh mạch tại hậu môn và xung quanh hậu môn thôi. À, thì nghĩa là nó bị táo bón,
Đó là theo cái cơ chế tăng áp lực ở vùng này. Thuyết cơ học, cơ học là theo thuyết cơ học là cái thuyết của vận động, cái thứ cái vận tốc rồi cái thứ á. Và hai là thuyết thuyết huyết động là nó có cái dòng sinh, động tĩnh mạch là có cái dòng mà động tĩnh mạch. Thì cái này thường dành cho chỉ triệu chứng, nghĩa là người này có một cái có cái nói thông nói của động tĩnh mạch, nghĩa là máu động mạch nó chạy trực tiếp vào tĩnh mạch luôn, và cái mình biết huyết áp động mạch là huyết áp nó mạch ha, nó sẽ vỗ vô cái tĩnh mạch, vỗ đùng 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 như cái tĩnh mạch đó đó. Thì khi mà nó vỗ mạnh như vậy đó thì tĩnh mạch nó chịu không nổi, nó sẽ bị giãn ra. Đấy, thì nó sẽ đọc của chị rồi, hoặc là bệnh của tĩnh mạch cửa. Thì nó là tĩnh mạch cửa, nó không có van, thì thường đa số cái tĩnh mạch nó sẽ có van để nó chống trào, cho chống chống ngược ra ngược về á, là tại vì cái tĩnh mạch từ nửa thân dưới của mình nó phải chống trọng lực để nó chuyển được máu từ chân, từ hậu môn nó lên dần ở ổ bụng, lên dần 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 lên tim, thì nó phải có cái van ngăn lại để cho máu nó không có bị chạy ngược xuống dưới chân. Thì khi một số người bị bẩm sinh mà van ở tĩnh mạch cửa không có, hoặc là tất cả các van không có, hoặc là van tĩnh mạch 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 của hậu môn không có, thì nó làm cho ứ máu xuống dưới, thì nó làm sai giãn dần 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 dần. Thì cái thuyết cơ học hiện nay vẫn là cái thuyết được được nhiều người tin dùng nhất. Yếu tố thuận lợi là những cái yếu tố về liên quan tới nghề nghiệp, lối sống ăn uống và dễ gây bệnh trĩ ha, thì ngồi lâu đứng lâu, ngồi lâu cũng bị, đứng lâu cũng bị ha, và thói quen hay nhịn đi cầu. Thói quen hay nhịn đi cầu thì sao, cái mấy cái phân á, nó ứ lại ở vùng hậu môn trực tràng ha, và nó ứ những cái chất độc đó, và nó làm giãn, nó làm suy yếu cái mô nâng đỡ xung quanh hậu môn, và khi mà đi đi ra là đi ra nguyên một trái bắp, nguyên một trái thơm á, thì trái bắp trái thơm đó nó sẽ kéo cái niêm mạc trực tràng của mình bị đi xuống dưới luôn, cho nên nó làm bị giãn ra, làm bị xước, làm bị chạy, làm dễ bị nhiễm trùng đủ thứ. Thai kỳ thì khỏi nói rồi, thai kỳ thì nó có rất nhiều yếu tố nguy cơ làm cho mình dễ bị trĩ ha. Thứ nhất là thai nó to thì nó chèn ép vô tĩnh mạch chậu, chèn ép vô tĩnh mạch trực tiếp luôn, cho nên nó bị giảm dẫn lưu tĩnh mạch từ hậu môn về, thì nó dễ dẫn tới bị trĩ hơn. Thứ hai nữa là khi có thai thì thai nó tiết ra những cái chất làm cho những cái cơ của tĩnh mạch cũng như những cái cơ trơ mạch máu nó giảm sự co bóp, giảm sự co thắt, là để làm gì, để mạch máu nó giãn ra tối đa tối ưu để cho máu tới được cái thai tốt hơn. Cho nên khi mà máu đã ứ đọng rồi nó rất là khó để đẩy lên được, cho nên dễ bị trĩ hơn. Cái thứ ba nữa là thai kỳ rất là dễ bị táo bón, ăn cỡ nào thì cỡ, chứ cái thai nó đè bẹp cái đường ruột rồi, bón mà bón đi cầu ra là cái niêm mạc của trĩ theo cái đường rặng là nó cũng to ra luôn. Nè, thai kỳ là một yếu tố nguy cơ cực mạnh của trĩ, nhưng mà nói vậy chứ cũng không phải ai có thai cũng có trĩ đâu. Những người mà bị suy giãn cái mô liên kết mà bị rồi, hoặc là tiêu hóa ha, bệnh thực kinh, và hơn thiếu thói quen ăn uống những cái chất nóng. Rồi, tiến triển của trĩ thì nếu mà không điều trị thì nó sẽ nặng dần và nặng dần và nặng dần thôi, ít có trĩ nào mà tự động hết lắm, nếu không điều trị ít có trĩ tự động hết lắm ha. Thì nó sẽ tiến triển dần từ độ 1 tới độ 4. Độ 4 là nặng nhất, tới độ 4 là nó căng to như trái banh rồi đó, mà cái tĩnh mạch mà thành tĩnh mạch mà căng to như trái banh đó là nó giống như trái bong bóng mà nó bị thổi căng hết cỡ rồi đó. Chỉ cần một cái va quẹt nhẹ thôi là mình thấy nó vỡ ra, là máu nó chảy hơi nhiều, hoặc là nó sơ hóa. Sơ hóa nghĩa là khi mà các mà bú trĩ này nó đã được xử lý rồi thì nó teo lại, teo lại thì nó sẽ ra các mẩu da thừa thôi. Thì tại vì quay ra đây cho lại ha, thì tại vì ở đây là mình thấy nó là cái phần phần da hay có cái phần da màu hồng bao quanh xung quanh này ha. Thì khi mà nó to ra, nó to ra to ra thì phải cái phần da nó bị giãn ra không, còn mô liên kết nó bị giãn ra, thì sau khi mình xử lý cái này ha, sau xử lý cái tĩnh mạch này rồi, nó teo nó rụt cái phần này rồi
thì cái da nó sẽ trùng lại trùng lại trùng lại trùng lại trùng lại trùng lại cái còn một cái mẫu xíu đây thì gọi là cái mảnh da thừa. Thì nó cái mảnh da thừa đó nó không nói được là mình sẽ tái phát lại chỉ ở cái vị trí đó đâu nha, nó cơ bản chỉ là cái mảnh da thừa. Rồi cái biến chứng để chỉ ha, thì mình có biến chứng nhiễm trùng thì bất kỳ một cái nào mà nó dễ bị chảy máu, dễ bị cọ xước, dễ bị tái đi tái lại thì nó đều có thể nhiễm trùng hết. Đây, nhiễm trùng gồm có viêm nhú và viêm khe. Đây biểu hiện là cảm giác nóng rát và ngứa hậu môn. Ngứa và nóng rát sẽ xuất hiện liên tục và tăng dần khi cảm giác bắt đầu xuất hiện. À, và khi thăm khám trực tràng thấy rất đau và cơ thắt giãn nở kém. Soi hậu môn thì thấy các nhú, thì là các nhú là các cái nếp gấp của cái niêm mạc hậu môn trực tràng á, nó bị phù nề hoặc là bị viêm trắng luôn, là cái tình trạng dị ứng. Các khe làm dẫn đến bị loét và màu đỏ hoặc là bị nghẽn mạch. Là khi các cục máu đông không được hình thành trong cái túc trĩ, nghĩa là cái túc trĩ nó bự quá, nó to quá, máu trọng nó không cái lưu thông được luôn, nó đứng luôn. Hoặc là cái búi trĩ nó lòi ra ngoài khỏi cái hậu môn mà cái cơ bọc hậu môn nó siết lại, nó làm cho giống như mình cột miệng, cột cái một cột cái đầu của cái bong bóng á, thì các máu trong đó là máu không lưu thông được thì nó sẽ tắc mạch, tắc cái cục trĩ đó. Thứ ba là thì nếu mà cái nghẽn mạch này nếu mà ở trĩ nội thì mình sẽ là bình thường trĩ nó không đau, nhưng mà giờ nó bị tắc mạch rồi thì nó đau và sờ thấy thấy nó tròn, nó nhỏ, nó cứng và rất đau, là tại nó là máu đông cho nên bóp vô nó rất là đau và thấy nó rất cứng. Sau hậu môn thấy những cục nổi đỏ lên một tiệm đây. Còn nếu mà nó tắc mạch của trĩ ngoại thì nó còn đau hơn cái trĩ nội nữa. Và thì đương nhiên thì nó cũng là cái triệu chứng là sờ vô đau và thấy là cái cục tím bầm ra, và cái cục hiện hữu đó nó cái cục đó nó hiện hữu hay mình ngồi mình làm việc nó đều rất là bướng, nó đau vậy là ngồi không được rồi đó. Rồi ha, và nếu mà mình đặt cái túi trĩ đó ra, mình thấy các cục máu bông nó chảy ra và bệnh nhân đỡ đau ngay. Thì nó cũng giống như đông y là đau là do tắc nghẽn, cái tắc nghẽn là nó sẽ rất đau, đau rất nhiều thì ra đến cục máu đông hết tắc nghẽn cái bất đau ngay. Nhưng mà nếu mình không rạch thì sao? Thì không rạch nó sẽ có nguy cơ nhiễm trùng hoặc là nguy cơ huyết khối lan rộng. Mà nếu hên mà mình không bị huyết khối lan rộng thì nó sẽ tự động tiêu cái huyết khối đó đi, tại vì một cái máu mà nó không đông á là một cái máu chết, và một cái máu chết thì cơ thể nó sẽ kích hoạt cái tế bào miễn dịch để mà xử lý nó, thì nó cũng sẽ tiêu dần đi được vài ba tuần sau và hình thành máu da thừa. Còn nếu xui á, thì cục máu đông nó làm hoại tử, làm loét, làm chảy máu rỉ rả kéo dài hoặc là nhiễm trùng vô thêm luôn ha. Nhưng mà thôi, tốt nhất là nó đã đau, chỉ mà đã đau rồi thì nên đi khám để giải quyết luôn, chứ mà đợi 3 tuần ngồi không được đứng không xong kiểu đó thì làm sao ngủ được, nằm cũng đâu được đâu. Đứt gãy hậu môn không phải là trị, đứt gãy hậu môn là một bệnh lý khác. Tiến triển của biến chứng ha đó, thì hoặc là chảy máu, đa số người dân của mình sẽ đi khám khi mà thấy dấu hiệu chảy máu, chứ ít khi chứ học chảy máu làm sao biết bị chỉ, đúng không? Rồi hoặc là chỉ lâu ngày rồi không bị chỉ thì nó dẫn tới huyết khối, là cái cục hay là cái cục trĩ nãy đó ha, tắc nghẽn đau, có thể làm cho mình hành sốt luôn, có thể làm cho mình viêm hành sốt lên luôn. Rồi xa nghẹt, xa nghẹt này đây là giống như cái nãy em nói ha, là cái trĩ nội nó xa xuống dưới cái khỏi cơ bằng hậu môn luôn, và cơ bằng hậu môn nó thắt lại, nó làm cho xa nghẹt. Thì xa nghẹt nó làm cho hoại tử nguyên cái vùng da và nguyên vùng mô liên kết và nguyên vùng tĩnh mạch đó luôn. Thì nếu nó hoại tử mô thì nó sẽ làm nhiễm trùng huyết, nó là sẽ làm hoại tử cái hoại tử này là những cái tế bào chết đó, những cái chất mà viêm nhiễm hôi thối, nếu mà mình không xử lý, mình không cắt giục nó đi á thì nó sẽ thấm ngược vô lại mạch máu của mình, thấm ngược lại mạch máu mình, nó tới cơ quan nội tạng nào nào là nó làm suy cơ quan nội tạng đó, nó thể dễ tới cảnh suy ra cơ quan lắm. Cho nên cái sang ngày này phải một cấp cứu, cái khói này cũng nên cấp cứu luôn đi. Rồi họ là sẽ rơi cái cảnh kèm theo ha, thì nó có nứt hormone, đây là cái nứt kẽ hormone, hồi nãy có người hỏi là nứt kẽ hormone
là cái biến chứng của trĩ chứ không phải chỉ ha, cái đứt gãy này là do cái phân nó quá to, nó quá cứng, nó cọ sát vô, hoặc là cái tĩnh mạch đó nó bị viêm loét tĩnh mạch, nó làm cho viêm loét lên trên cái niêm mạc có hậu môn luôn thì làm đứt gãy hậu môn rồi, hoặc là viêm hốc áp xe hay nhọt cái thứ tùm lum tùm la dễ bị nhiễm trùng vô, rồi nó là chức năng cơ thắt. Đang nghĩa là ở đây mình thấy là cái tĩnh mạch đây nó nằm ở ở xuyên qua các cơ thắt hậu môn hay cơ thắt trong cơ thắt ngoài, thì cơ thắt trong của nó giúp cho cái việc mà giữ phân lại trong hậu môn, nghĩa là mình có thể kiểm soát được cái khả năng đóng mở á, là nhờ cái cơ thắt trong cơ thắt ngoài ha, cơ thắt trong lúc nào nó cũng đóng cái hậu môn mình lại hết trơn á, để cho phân nó không có rớt ra, còn cơ thắt ngoài là cơ giúp cho nó thả lỏng cái hậu môn ra và giúp cho mình nín nín chặt lại khi mà mình chưa muốn nó ra đấy. Mà khi mình biến chứng là sao, là khi mà cái tĩnh mạch nó bị viêm nhiễm sâu lên đây, hoặc là khi mình điều trị á, mình cắt lọc cái tĩnh mạch đó mà mình cắt phạm vô cái phần cơ này, vô phần cơ hậu môn này, thì sau này nó sẽ dễ có biến chứng của rối loạn chức năng cơ thắt, nghĩa là mình sẽ bị xón phân, cắt xiềng cái phân rọt ra ví dụ vậy, hoặc là mình chỉ nói chuyện thôi mà mình cũng xì hơi ra được, đó là dấu hiệu của rối loạn chức năng cơ thắt, hoặc là vỡ trĩ nếu mà để to quá lâu quá. Bây giờ kiếm ai vỡ trĩ được lắm này, xưa thì chắc có, hồi xưa mấy cụ già đó thì chắc có, còn giờ chắc hiếm. À, còn biến chứng xa là cái huyết khối đó nó không điều trị, nó làm tắc nghẽn thêm những cái tĩnh mạch ở trên nữa, nó làm thiếu máu ruột, thiếu máu mạch treo, hoại tử ruột, thì cái đó là một cấp cứu. À, đây chỉ nói là những bố trĩ nằm trên trên đường lược, đây đây là cái đường lược hồi nãy em nói này ha, là cái niêm mạc hậu môn, thì nếu mà trĩ xuất phát từ cái đám rối tĩnh mạch trực tràng trong, là cái đám rối tĩnh mạch phía trên hậu môn này nè, phía trên đường lược này nè, thì gọi là chỉ nội, mà chỉ nội có thể từ trên sang xuống dưới. Đấy, mình thấy đa số là có ba búi trĩ ha, ba búi bên trái một búi, bên phải hai búi. Đấy, trĩ nội xa hình hoa hồng, sao nghe tên đẹp nhưng mà tiếng thế nhỉ. Rồi, chỉ ngoài là những túi chỉ nằm ở dưới đường lược. Đây là cái chỉ được phủ bởi da. À, những cái chỉ được phủ bởi da cho nên sau này nó thì nó bị cái nè. À, mình thấy mình phân biệt được cái chỉ nội chỉ ngoại đó, thì khi mà bị chỉ nội ha, cái niêm mạc nó sẽ ẩm ướt, tại nó là cái niêm mạc bên trong mà ha. Nó sẽ ẩm ướt cho nên thường nó sẽ có cảm giác ngứa, cảm giác châm chích cái vùng hậu môn bị trĩ. Còn khi bị chỉ ngoại thì thường nó không có cảm giác đó. À, mà chỉ ngoại nó thường nó cảm giác vướng kẹt hoặc cảm giác đau, và mình sờ vô thì cái phần chỉ này ha nó khô, nó khô, còn cái sờ vô thì những cái phần chỉ này nó ướt, nó bóng, và cái mùi ha, nên nó có mùi, còn chỉ ngoại ít có mùi. À, và khi mà chỉ ngoại mà khi mà nó được điều trị á thì nó co nó thắt lại, thì nó sẽ dư cái phần da đây, gọi là cái mẫu da thừa ha, hình y xì mấy cái này luôn á, mẫu da thừa đây, hoặc là chỉ ống hợp. Thì mình thấy là cái tĩnh mạch trực tràng trên và tĩnh mạch trực tràng dưới nó có sự liên kết, sự nối với lại với nhau, cho nên mình có thể từ trĩ nội thành trĩ ngoại hoặc là từ trĩ ngoại cộng thêm cái trĩ nội. Nói chung là làm sao làm, nếu mà bị trĩ nặng quá lâu quá là nó đều có thể bị trĩ hỗn hợp luôn, nghĩa là cả nội tới ngoại bay ra ngoài luôn. Thì cái này muốn phân biệt cũng dễ ha, hoặc là mình nội soi là mình khám, mình đút tay vô khám là cũng phân biệt được là chỉ do gì, hoặc là mình chỉ cần nhìn mình sờ vô cái, hoặc là xin nữa mình hỏi vài câu nó cũng ra, quan trọng là tao phải trả lời thật. Đây đây biến chứng chỉ xa ngạt hen, đây là chỉ cái cơ cái chỉ nó xa xuống dưới đột ngột, là nó xuống dưới đây, rồi cơ bụng này nó thắt chặt lại, là cái nguyên cái túi này nó bị nghẹt lại ở ngoài, nó không vô trong được, thì nó sẽ bị cục máu đông ở đây, rồi nó chết cái túi này đó. Chỉ vòng là bình thường mình thấy từng cái búi chỉ riêng lẻ đúng không, cái này là từng cái búi chỉ tiêm riêng lẻ, còn nếu mà chỉ vòng nghĩa là nó bị nguyên cái vòng tròn này luôn, thì đại nguyên cái vòng tròn này luôn. À, và nó to đều luôn á, là xuống khi đi cầu rồi mình thấy xuống nguyên một
trái bơ chứ không phải là xuống ba trái bơ nữa, xuống một trái bơ. Hoặc là mình thấy cái viền xung quanh của cái hậu môn mình á, nó tròn đều ra, nó phồng đều ra hết, nó phồng đỏ đều ra hết, thì cái đó là chỉ phồng. Thì chỉ có ba vị trí, thì ba vị trí đó là ba vị trí của cái hướng, là hướng của người nhìn ha. Nhìn như cái slide này là cái hướng nó là vậy luôn ha, là cái người bệnh nhân sẽ trước mặt mình, và mình nhìn theo cái hướng cái đồng hồ là cái người bệnh nhân á, ha 12 giờ là ở trên này, 6 giờ ở dưới này, cho nên mình sẽ có một cái ở 3 giờ, cái 7 giờ, cái 11 giờ, được không? Nghĩa là người bệnh nhân ở bên khúc này là bên phải của anh ta nè, ở bên này là bên trái của anh ta nè, có bốn độ vị trí ha. Độ 1 á là không thấy, chỉ có trĩ nội mới phân ra 4 độ nha, còn trĩ ngoại nó không có phân độ, được không? Thì trĩ nội á, thì trĩ nội á, mình sẽ thấy là cái triệu chứng của nó là không thấy cái búi trĩ xa ra ngoài mà thấy có máu thôi, có máu khi đi cầu, phân nó sượt qua cái trĩ đó, nó làm cho người này có máu. Trĩ độ 2 là mình sẽ thấy là khi mà đi cầu thì có cái búi trĩ nó lòi ra, nhưng mà không đi, nhưng mà ngưng đi cầu cái búi trĩ nó tự nó co vô lại được. Còn độ 3 đó là đi cầu thì cái búi trĩ nó đi ra và nó không có tự co vô được. Nhưng mà mình nhét cái tay vô, mình lấy tay mình nhét cái búi trĩ đó vô thì nó vô được. Còn độ 4 là nó ra ngoài thường xuyên luôn, ra 24 trên 24 luôn, nhét vô thả tay ra thì nó cũng thòi xuống dưới đó, là vậy đó, là độ 4 ha. Rồi, triệu chứng cơ năng. Cảm giác của hậu môn thì cảm giác hậu môn khi mà có trĩ thì thường nó sẽ tức nặng, móc rặn hoặc là đau. Thì thường những cái triệu chứng này sẽ dành cho trĩ nội ha, còn trĩ ngoại ít cái triệu chứng này lắm. Rồi, đi cầu ra máu cũng là cả trĩ nội và cả trĩ ngoại có thể gặp cái triệu chứng đi ngoại ra máu này. Và cái triệu chứng đi ngoại ra máu này là triệu chứng thường gặp nhất khi mình đi khám bệnh. Và cái máu của đi cầu của trĩ này rất là dễ ha, máu là máu đỏ tươi hoặc là máu đỏ bầm, nhỏ giọt hoặc là bám vào giấy khi mình chùi đó, vậy thôi, đơn giản. Có thể có tơ máu hoặc không, hoặc là mình thấy được cái búi trĩ xa ra ngoài hậu môn luôn. Rồi nếu mình khám ha, mình khám sẽ có gì đây, mình thấy cái búi trĩ nó mềm ấn vào sẹp, nghĩa là những búi trĩ nó chưa có biến chứng tắc nghẽn hoặc chưa có biến chứng huyết khối. Và nếu có tắc nghẽn huyết khối rồi nó sẽ cứng ấn vào đau và nó căng đỏ ha. Vị trí thường nhất là 3 giờ, 7 giờ hoặc 11 giờ, hoặc là chỉ vòng, hoặc là mình có thể lười khám thì thôi mình đi cho ta nội soi luôn để coi đây là chỉ bệnh lý hoặc là chỉ triệu chứng ha, cái coi ngoài chỉ kỹ ra thì trên hậu môn trực tràng ta có cái khối u nào không, có cái bệnh lý nào đặc trưng hơn hay không, và cái khám toàn thân ha, tại vì nó có liên quan tới cái khối tĩnh mạch và liên quan tới gan nữa, cho nên tốt nhất thì được cái khám toàn thân cho ta luôn. Chỉ nó phân biệt với các bệnh lý gây chảy máu khác khi đi cầu: ung thư, polyp, túi thừa, viêm loét. Thì chẩn đoán loại trừ thì bằng cách nội soi thôi, nội soi là nhanh nhất. Người ta khuyến cáo trên 50 tuổi là nên nội soi đại tràng ít nhất một lần. Rồi điều trị thì mình sẽ tùy theo mức độ nặng của búi trĩ mình có cách điều trị ha. Ví dụ như mình có điều trị bảo tồn, nghĩa là mình sẽ đối với dành cho chỉ nhẹ, chỉ mà lúc có lúc không á, thì mình sẽ thay đổi chế độ ăn, thay đổi chế độ sinh hoạt và có thể dùng các thuốc đơn giản hay dùng thuốc nội khoa trước, chứ không can thiệp ngoại khoa, không có mổ trước, mình cho cái thuốc trước. Thì thuốc mình sẽ có ba cái, nếu mà có trạng viêm nhiễm ngứa nặng đau thì mình sẽ cho thuốc kháng viêm thêm, còn không thì mình sẽ cho cái thuốc co búi trĩ và cái thuốc chống táo bón thôi. Còn nếu mà nó nặng hơn nữa thì mình sẽ có các khác, là mình có tiêm sơ búi trĩ, nghĩa là cái đó, cái búi trĩ mình là tĩnh mạch đúng không, mà cái tĩnh mạch nó bị phồng đúng không, bây giờ mình tiêm cho sơ cho nó, tắt cái tĩnh mạch đó luôn, cho nó teo cái tĩnh mạch đó luôn, thì khi đó là cái phần búi trĩ nó tự nó co lại ha.
thì mình tiêm gì vô, mình có tiêm cồn, mình có tiêm natri salicylic, tiêm phenol, tiêm kinin, tiêm cái gì vô mà làm cho cái bút chì nó tự co lại được và nó bị sơ hóa đó, thì có thể tiêm. Và ngoài ra nó có cái biện pháp đau đớn hơn mà dành cho những cái bú chỉ độ 1, độ 2, nhất là chỉ nội khó chịu, thì mình có thể thắt bú chỉ bằng dây thun hoặc là bằng chỉ ha. Rồi ngoài ra mình có thể tiêm sơ chai bú chỉ, nó không giống như cái kia, đây thắt bằng cao su nè, rồi hoặc là phẫu thuật. Thì mình có khá là nhiều phương pháp phẫu thuật, mình có milligan 1 gram, mình có Whitehead, mình có Longboard. Thì đây là cái hình ảnh mà cắt bằng dây thun. Thì mình sẽ có một cái dụng cụ để mà kẹp được cái bú chỉ, rồi đưa một cái ống trong nó có sẵn cái bột cao su vô, tới sát cái góc luôn ha, tới sát cái góc của cái cục chỉ, rồi mình trượt cái vòng dây thun vô là nó siết chặt kịch vô đây. Thì khi mà nó siết chặt cái kịch vô đây đó, thì mình biết là nó sẽ làm cho cái bú chỉ này nó bị nghẽn, đúng không, nó không có lưu thông được nữa, nó bị siết chặt ở đây rồi, thì mình sẽ rất là đau đó nha. Khi mà siết vô đây mình sẽ đau trong vài ngày, thì tại cái khúc này nó bị hoại tử, nó bị sơ hóa mà. Thì nhưng mà sau vài ngày thì nó bớt đau dần, thì cái đoạn này cũng teo xẹp lại thành mẫu da thừa thôi. Còn đây là phương pháp quan đông ngoại, là mình sẽ đốt điện, được không, sẽ đốt điện vô những cái molecule kết và những cái bú chỉ bên ngoài ha, đốt cho nó sờ, nó teo lại luôn, nó dính vô cái phần phía sau luôn. Đây là đốt á, đây là phương pháp đốt laser. Bây giờ chị nó có nhiều phương pháp lắm, nhưng mà đa số phương pháp điều trị tại chỗ ha, đốt được băm gô, rồi cắt, rồi mai, rồi thắt chỉ, rồi đủ thứ mà làm. Thì khi nào được phẫu thuật, khi nào có chỉ định phẫu thuật đây, thì khi mà có sự khó chịu kèm theo chỉ ít nhất là độ 2, được không, chỉ nội ít nhất là độ 2 ha, còn chỉ ngoại thì không có phân độ. Còn nếu mà chỉ ngoại mà nó có làm cho mình khó chịu á, là nó quá là to, nó ngồi không được, là nó đau, là có biến chứng là sang nghẹt tắc nghẽn đồ á, thì khi đó là phải chỉ định mổ rồi, hoặc là nó chảy máu nhiều quá cũng có thể điều trị mổ, hoặc là mình đã điều trị nội khoa rồi mà không thấy nó giảm miếng chút nào hết trơn, có thể điều trị mổ, hoặc là chỉ nó làm cho mình viêm nhiễm hoài, làm nó kèm theo nứt hậu môn, kèm theo rò hậu môn, kèm theo nhiễm trùng, kèm theo bị yếu cơ thắt, làm cho phân nó bị xóm ra ngoài, nghĩa là cái bưu thị nó to quá đó. Nó làm suy yếu cái hệ tĩnh mạch của cái cơ vòng luôn, thì có thể mổ để mà làm mạnh cơ vòng lại, hoặc là có huyết khối, có hoại tử thì đều được mổ hết. Đây là cái phẫu thuật Pangol này ha, ta sẽ đưa cái dụng cụ sâu vô trong cơ trực tràng, rồi sẽ kéo hết những cái bú chỉ ha, kéo hết những cái bú chỉ vô cái ống của lông gỗ, và người ta sẽ cắt 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 cái này, cắt cái này ha, đây nè, mai trên đây, rồi kéo cái bú chỉ xuống ha, cắt hết cái bú chỉ, rồi mai cho nó thẳng thớm lại ở xung quanh của cái đường này, rồi sau đó lấy ra. Ok, thường tại 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 lông gô á, nó sẽ dành cho chỉ nội, và tiêu chuẩn thì các lông gô sẽ không đau, sau khi mổ lông gô xong thì nó sẽ không đau, tại vì cái đoạn này nó không có thực hiện cảm giác đau. Còn nếu mà mổ lông gô xong theo dõi thấy đau á, là coi chừng mổ phạm vô cái cơ thắt trong hậu môn. Đây là một cái ưu và nhược điểm của kỹ thuật mổ chỉ nè. Và các phương pháp khác nó có rất là nhiều phương pháp ha. Ở đây cho mọi người từ từ tham khảo ha. Rồi theo quan điểm về y học cổ truyền về chỉ á, thì mình có rất là nhiều tên từ xưa nè, nhưng mà kiểu gì cũng có chữ trị, đây nghe chữ trị là biết rồi, cho nên giờ mình gọi nó ngắn gọn là trị.
À, và hồi càng lâu người ta phân thành 24 thứ trĩ là 24 nguyên nhân gây trĩ á. Tề tĩnh thập nhân cụ trĩ 10 người chính 10 trĩ rồi. Và sách sinh kế thông thiên luận trĩ do đại trường thực diệt. Nghĩa là chủ yếu là do nhiệt, trĩ nào cũng do nhiệt sinh ra. Thì nhiệt do gì? Do đồ ăn. Do khí huyết vận hành không thông. Do sinh nở. Do táo bón, do kiết lỵ ha. Kể ra cũng đầy khá đầy đủ nguyên nhân mà nãy giờ mình kể ở phía đầu rồi đó ha. Tây y đông y nó cũng ghi nhận những cái nguyên nhân này là những nguyên nhân dễ đạt được chỉ nhất. Và mình sẽ có ăn đồ cay nóng, mình sẽ có nhiễm trùng vô vùng hậu môn trực tràng, à, mình sẽ có những cái là tăng áp lực ở bụng và kèm theo là những cái bệnh lý về suy yếu của cái hệ mà nâng đỡ ha, như đi theo bút túc nè, tuổi già nè, lao động nặng, lao động kiệt sức nè, ăn uống không khổ bị tự kéo dài nè, thì bị suy yếu làm khí hư, thì tiểu biểu là chủ cơ nhục, thì cái vùng dưới đó là của cơ nhục, à, cho nên tiểu biểu yếu thì cơ nhục nó không được làm chủ, nó yếu, nó bị xa, nó bị hạ, nó bị chủ tay không chủ thân được, nó bị hạ hàm xuống dưới, à, thì nó sẽ dẫn tới trị. Này đây chỉ đa số là hư hư và hư và hư và hư, chỉ khi nào có biến chứng thì nó mới kèm nó hư trung thật thành. Đây cơ chế bình sinh độ nóng hoặc là nhiễm trùng dị tật dinh dưỡng kém lao lực tuổi già suy yếu làm cho hoặc là đại trường nó bị tích nhiệt trực tiếp hoặc là theo cơ chế tỳ khí suy hư suy. À, cơ nhục không được nuôi dưỡng, không được nâng đỡ, không được chủ thăng lên, à, mà cái đại trường tích nhiệt này đa số người trẻ hoặc là mang thai, còn cái tỳ khí suy này đa số ở người già, cho nên người già người trẻ cái hai cái bài thuốc điều trị nó sẽ phải cái hai bài thuốc điều trị nó sẽ khác nhau một chút, à, người già có thể dùng bổ trung bích khí được rất tốt, còn người trẻ dùng bổ trung bích khí thường nó không ăn thua mà mình phải dùng những cái thuốc mà thanh nhiệt giải độc á. À, à, thanh nhiệt dụng trường ấy, thì những cái đó thì nó mới ăn phù với trị ở người trẻ. Đây hả? Thì nguyên tắc điều trị phổ truyền nè thì mình sẽ điều trị hỗ trợ, nhưng mà trước khi mình điều trị thì mình phải phân biệt theo y học hiện đại là trị này là trị triệu chứng hay là trị bệnh lý. Rồi mình chỉ độ 1, độ 2 mình có thể điều trị bảo tồn được, nghĩa là mình có thể hỗ trợ cho việc điều trị chỉ độ 1, độ 2, còn chỉ độ 3, độ 4 trở đi á, thì những chỉ này nó dễ có biến chứng, cho nên tốt nhất thì phối hợp cả hai hoặc là cho người ta phẫu thuật xong rồi mình điều trị cho người ta để người ta không tái phát, tại vì độ 3, độ 4 khi mà điều trị xong nó vẫn dễ tái phát lắm, vẫn nên phẫu thuật xong mổ xong nó vẫn dễ tái phát lắm, vậy hỗ trợ mình có thể hạn chế cái việc tái phát đó, à, không phải mình không có vai trò đâu, nhưng mà tại độ 3 nó quá ngưỡng của khả năng điều trị ngoại khoa của học cổ truyền rồi, à, và học cổ truyền nó có thể điều trị tại chỗ được cả điều trị toàn thân luôn, nghĩa là cả đường uống và cả đường bôi trét bơm rửa hậu môn luôn ha. Rồi điều trị nội khoa mình sẽ có các gì đây, à, mình sẽ có các thuốc vitamin, flavon, các thuốc mà làm tăng cái tính bền của thành mạch như đáp long, ginkgo, lóc, dược liệu mình có thể dùng riếp cá, mình có thể dùng nghệ vàng, ha. Còn các thuốc chống chảy máu mình có thể dùng vitamin C, vitamin K, adenosine hoặc là rutin. Dược liệu thì mình có hoa hoàng, có mật, chắc ba diệp, tam thất. Ngâm rửa mình có thể ngâm rửa lá trầu không và sa sàn tử, thì hai cái này nó làm săn se niêm mạc, săn se niêm mạc nó sẽ giúp bớt cái triệu chứng ngứa, triệu chứng căng nặng của phụ hậu môn. À, ngoài ra để giảm tình trạng táo bón mình phải gia thêm cái thuốc dẫn trường. Ở đông y có trị sát, có đại hoàng, có phù trâu, có thạch huyết minh là những cái dẫn trường nhẹ nhàng. Giảm đau thì mình có thể bôi thuốc giảm đau tại chỗ, chứ không nhất thiết phải là uống mấy cái thuốc kháng viêm giảm đau đâu ha, bôi cái thuốc giảm đau tại chỗ được rồi. Một số thuốc thành phẩm cổ truyền có khả năng hỗ trợ cho việc trị ha, sen đi tan, diệp hạ châu, cao tiêu độc, tràng vị khang, hoàng nhân tràng, phi lanh ton,
À, chế độ dinh dưỡng là ăn nhiều chất xơ, uống đủ nước, tránh các đồ ăn nóng. Rồi. À, và một cái cũng hay nữa là khi mà mình trĩ á, hoặc là mình bị viêm nhiễm vùng âm đạo, hormone sinh dục gì đó, mình có thể ngâm nước ấm thì nó giúp tăng lưu thông máu xuống cái vùng đó, à, nó tạo cảm giác dễ chịu và tăng nhanh hồi phục khi mà có cái bệnh lý ở vùng dưới đó. Đây, thuốc xông rửa tại chỗ thì mình có thể dùng mấy cái này ha: mộc miết tử, giả nát trộn ít giấm thành bọc túi vải đắp vào nơ bú trĩ. Thì mộc miết tử này nó có khả năng tiêu ứ tán kết khá là mạnh, nhưng mà nó là thuốc dùng ngoài thôi ha, cái hạt gốc nó không có dùng trong. Hoặc là lá thiên lý non, đó tẻ cá 50 g sắc đặc uống ngày 2 lần, bả dùng đắp vào túi trĩ ha. Thì giúp cá này có khá là nhiều công dụng cho bú trĩ. Mình có thể nấu 50 g sắt sắt uống ngày 2 lần ha. Rồi cái phần nước cặn còn lại mình có thể pha với nước nóng để mình ngâm rửa, hoặc là cái bã mình có thể đắp trực tiếp bú trĩ. Rồi thuốc xông, mình có thể xông những cái vị thuốc có tác dụng mà hành khí hoạt huyết, thông kinh, hoặc là gọi là trừ phong hấp, trừ phong hàn gì đó. Hoặc là mình có thể là ngâm rửa nước nước nóng mà nước nóng nước nước sắc từ những cái bài thuốc này cũng được luôn. À, những cái bài này chủ yếu nó là gì, nó hành khí hoạt huyết này, nó làm khô, làm sạch và chống nhiễm trùng, tiêu viêm cho cái vùng hậu môn trực tràng. À, về châm cứu thì mình có 8 huyệt này liên quan tới chỉ. Thì táo huyệt này chức năng của nó sẽ có, thứ nhất là thăng đề dương khí. Thì chức năng tăng đề dương khí thì mình sẽ có huyệt hội dương, từ sơn, khí hải, bách hội, là để giúp cho cái mô đỡ mình nó săn chắc lại, và cái khí của cái đường tĩnh mạch nó săn chắc lại. Thứ hai, mình sẽ có những cái nhóm huyệt liên quan tới chống táo bón, hay là những huyệt là hợp ốc nè, trường cường nè, là hội âm, là ủy trung, là những cái huyệt chống táo bón. Đấy, thì điều châm cứu, điều trị chỉ thì nó đạt được hiệu quả tương đối tốt nha, chứ không phải là không tốt đâu. Nhưng mà phải là trị giai đoạn sớm hoặc là kết hợp với thuốc nữa thì càng tuyệt vời hơn ha. Nói chung mình có thể châm 8 huyệt này một lúc hoặc là châm luân phiên đều được. Nhưng mà những cái huyệt như hội âm, trường cường, hội dương này nó khá là đau và nó khá là kén người ha, không phải người nào cũng chịu cho châm những cái huyệt này. Cho nên mình có thể dùng nhiều về là hợp cốc, ủy trung, từ sơn, khí hải, bách hội, và mình châm bổ nha. Khí hải, bách hội, thừa sơn, ủy trung, khí hải, bách hội, thừa sơn mình phải châm bổ, ủy trung, hợp cấp mình phải châm tạ. Thì có giải thích mình luôn nè. Đây, đọc một cái phần giải thích luôn đi ha. Trường cường nó sẽ là cái huyệt để giảm đau, tại nó là những cái huyệt tại chỗ, những cái huyệt xung quanh đó là những cái huyệt để giảm đau ha. Trường cường, hội âm, hội dương là những cái huyệt tại chỗ, chủ yếu là để giảm đau. Hợp cốc là để nhuận tràng, thông tràng. Ủy trung, thừa sơn là để làm thông kinh hoặc là cũng là để sơ thông giảm đau. À, nếu mà khí hải trong khí hải, và bách hội đây. Và ngoài ra nếu mà còn bị các tình trạng tái phát nhiều lần á, thì mình có thể châm thêm phục lưu, có thể châm thêm khổng tối, có thể châm thêm thượng liêm. Đây, những cái huyệt mà giúp cho khí nó thăng đề tốt hơn, cũng như nó kích thích cho thận nó tàn được, cho chủ được cái chức năng của tiền âm dị âm, tiền âm hậu âm. À, bách hội cái nó dương nương nâng dương khí hạ nè. À, mình có thể cứu cái mệnh ôn hỏa nữa, là để thận nó mạnh cái chức năng của tiền âm hậu âm lên. Ngoài ra mình có thể tâm huyệt của tâm lý. Hiện ra thì tâm lý là này, nó có chức năng điều hòa như động đồ kha, nghĩa là nó giúp cho bớt táo bón vậy thôi. Rồi nếu mà có táo bón thì có thể cho thêm huyệt đại trường vô hoặc chi câu, nhưng mà táo bón thì
thì châm thì nó cũng sẽ hơi chậm chút. Rồi mình có thể xoa bóp bấm huyệt, xoa bóp huyệt mình nói xoa bóp huyệt các vùng tại chỗ ha, là các huyệt trường cường nè, hội dương nè, hội âm nè, các vùng liên quan tới vùng mô cục, vùng ưng môn thượng phù, vùng bụng dưới. Còn nếu mà bị táo bón thì mình sẽ xoa bóp vùng bụng đúng không, mình sẽ tăng cái nhu động ruột lên bằng cách mình xoa bụng từ phải sang trái. Và dây có thể vùng bụng mình có thể dây cái vùng bụng mà để tăng nhu động ruột, mình có thể dây thượng quản, trung quản, mình có thể dây thiên su, mình có thể dây khí hải, quan nguyên để cho tăng cái kích thích đi cầu tốt hơn. Rồi điều trị không dùng thuốc ha, thì mình phải tập vận động cơ hậu môn. Để làm gì? Để làm mạnh cái cơ hậu môn lên. Tại vì khi mà bị trĩ lâu ngày nó có thể làm cho sơ hóa và làm yếu cái cơ nương hậu môn. Đây là phải tập mạnh lại cái cơ thắt hậu môn lại. Rồi có cái tập tư thế phòng chống bệnh trĩ nè. Tư thế nằm ngửa, đặt ở phần trào lưu một cái gối, đệm cao hơn mông. Tiếp theo nâng hai chân, khi nâng cao hai phần mông không dùng lực, thả lỏng cơ hậu môn. Duy trì thế này trong 2 tới 3 phút. Thì cái tư thế này nó giúp cho cũng giống như là nâng cao chi gì đó ha, nó giúp cho máu của tĩnh mạch, máu của chị nó dễ, nó hồi lưu về lại tim dễ dàng hơn, nghĩa là nó cao hơn cái tim ha, thì nó sẽ dễ về tim tốt hơn. Đây ha, tư thế tập cho mình trị. À, cái tư thế này dễ tập gần chết, ai tập cũng được. À, điều trị không dùng thuốc thì có nhiều phương pháp, có nhiều tư thế tập. Đây, quá trời tư thế tập luôn. À, về yoga thì có thể phòng chống bệnh trĩ khá tốt nha, tại yoga đa số là tập là liên quan tới phần phần lưng, phần chân. À, liên quan tới động tác hít thở là những động tác mà giúp cho làm mạnh cái được cơ nương hậu môn khá tốt và cái vùng lưng dưới cũng như chân mông đủ thứ hết trơn, cho nên tập yoga có thể bớt bệnh trĩ. À, đây là các bạn câu hỏi mà tính điểm coi mình có đang mắc bệnh trĩ hay không, hoặc là có nguy cơ mắc bệnh trĩ nhiều hay không. Đó. Rồi các thể lâm sàng, đây là thuốc uống ha. Thuốc uống thì mình thấy là đa số là chỉ là tình trạng ứ máu thôi, là trạng huyết ứ thôi, thì đa số mình sẽ dùng các bài thành kiều khuyết hay thì mình có đau học tứ vực, mà nếu mà có chảy máu thì mình sẽ gia thêm các vị thuốc mà làm trị cầm máu hay là có mật trắc quá diệp, nếu táo bón thì gia thêm một vị chống táo bón. Nếu có nhiệt á, nhiệt nghĩa là cái thể này cái thể máu ứ phình to nhiều, nhưng mà nếu có kèm theo cảm giác nhiệt á là người nóng bức rứt ra cảm giác rát, nóng rát, đau rát của vùng hậu môn thì dùng bài hoàng giác địa dung thang, địa du hoàng. Thấp nhẹ hạ tiêu là trường hợp mà dành cho những người mà chỉ là do móc rặn nhiều, tình trạng móc rặn nhiều, tình trạng cảm giác đi cầu không hết phân, cảm giác tình trạng mà bị lị á, bị nhiễm trùng đường ruột á, sau đó hậu quả là trĩ á, thì mình sẽ dùng bài này. Hai chị thống thang này nó dùng đa số là dùng những cái việc thanh nhiệt từ thấp, thanh nhiệt tốc thấp là có tác dụng kháng sinh thực vật, đây là những cái kháng sinh thực vật nó giúp cho tiêu diệt các vi khuẩn ở trên đường hậu môn trực tràng, không cho làm viêm nhiễm nhiều nữa, để bớt có móc rặn ha, bớt rặn thì sẽ bớt làm thành cái túi chỉ ra. Tận cô phòng phong thang cũng vậy, khi mà hơi yếu huyết hư dành cho cái thể mà tỳ vị hư nhược á, dành cho người lớn tuổi mà bị á, hay dùng bát trơn hoặc là mình dùng bổ chu bích khí. À, rồi bài thuốc nam thì ở đây cũng có gửi một bài thuốc nam, thật ra trĩ thì dùng thuốc nam nhiều lắm, nhiều bài thuốc nam chỉ lắm. À, và chủ yếu người ta sẽ dùng huyền sâm, dùng dùng hoè hoa này, dùng kim ngân hoa này, dùng cỏ mật, dùng trắc bá diệp và dùng lá buông là để chủ là những cái vị thuốc chủ yếu để điều trị chỉ. Ngoài ra thì tùy theo cái chứng mình có thể gia giảm thêm.
này khá đầy đủ, mọi người dễ dàng coi thêm cũng được. Rồi, mình có thuốc xông rửa tại chỗ là như hồi nãy. Là bị trùng đúng không? Trùng rồi thôi, sao? À, có bột rắc vô nữa ha. Mà bột rắc này thì không không khuyến cáo, tại vì nó sẽ dính quần dính áo, nó cũng sẽ không được đẹp đâu. Nhưng mà dính, nhưng mà cái cơ chế của cái bột này nó làm khô cái niêm mạc trĩ, để mục đích của nó là làm sơ hóa cái trĩ đi. Ok, mình hết cái bài trĩ rồi, khá là dài. Thầy cho hỏi đi, mấy cái thuốc đắp hình ảnh lên là đắp trên mấy cái bối chỉ mà là chỉ ngoại hay là lẫn cả chỉ nội luôn? Mấy chỉ nội mình nó hình như không có chỉ nội, ít có chỉ nội nào mà lòi ra được mà kiểu nhiều đúng không? Đâu có anh, chỉ nội chỉ ngoại gì nó đều lòi được hết trơn á, chỉ mà đụng ba trở lên là ta đã lòi ra khá là to ở bên ngoài rồi. Thế nó có thể bằng trái ổi hoặc bằng trái trứng gà rồi đó, là cái đó là mình đã có thể đủ để mình đắp hoặc là mình ngâm rồi đó. Là mấy cái thuốc đắp hồi nãy của bên đông y là nó làm cho khô, nó sơ cái mạch máu đó đúng không này? À, nó có khá là nhiều công dụng ha, tùy anh dùng cái loại nào. Ví dụ anh dùng diếp diếp cá, hồi nãy có cái diếp cá mà đắp á, bả dùng để đắp á. Thật ra cái diếp cá, cái bả của diếp cá dùng để đắp là nó có khả năng nó làm tiêu viêm, nó làm bớt cái cảm giác ngứa, cảm giác đau rát khó chịu cái trị đó. Còn những cái như dùng những cái như phèn chua ha, hay là dùng hạt gấc, những cái đó thì nó mới có công dụng mà làm sơ cái bút chỉ, làm sơ, làm sạch và làm khô cái bút chỉ đó lại. Tùy cái mình dùng là gì, tùy cái bệnh nhân khó chịu không. Có nhiều người trị đâu có vấn đề, có nhiều người trị người ta chỉ hay máu không tay ngoài là chả có chịu gì thêm. Có nhiều người trị đứng ngồi nhấp nha nhấp chậu không yên, tại vì nó ngứa, nó tiết dịch. Thì thường chỉ nội nó bị viêm nhiễm tiết dịch, mà nếu mà tiết dịch thì thường nó là cái thể thấp nhiệt á. Ai thì cái thể đó mà nếu mà ngâm rửa thì nó rất là hiệu Quá trình đắp là cái bệnh nhân là phải bắt buộc là phải nằm yên sau khi đắp nằm yên sau khi đắp này. thì không? Nằm yên một thì thì, chỗ, thì nằm nằm tôi yên thấy ừ, đúng rồi, thì cái tư thế nằm á, thì nó dễ đắp hơn, thì nó bớt bớt có bị chảy, bớt thuốc ra ngoài hơn kiểu vậy. Nói chung là người bị trị cực lắm ha. Còn không thì mình có thấy cái tư thế ngồi, mình thấy dùng một cái thao, ngồi một cái thao đó thì mình để nguyên cái đống bã đó rồi mình ngồi lên cái đống bã đó, chứ cũng không nhất thiết phải là nằm không. Sao bụng từ phải sang trái là ngược chiều kim đồng hồ hả? Thì tùy cái góc độ kim đồng hồ của mình là làm sao. Nếu mà vẽ kim đồng hồ lên bụng của mình á, thì vẽ kiểu nào cũng được hết trơn, thì mình cứ xoay từ phải qua trái đi. Còn bị tiêu chảy thì xoay từ trái qua phải. Rồi thôi cũng trễ rồi, em thời gian kinh doanh ha.